Hồi 121, tiểu bảo giả gan cứu mỹ nhân. Vì tiểu bảo xuống xe ngó thấy trịnh khắc sảng đứng như cây ngọc trước gió, khí vũ hiên ngang. Giả tỷ gã đứng bên hắn thì ít ra còn thấp hơn nửa cây đồng. Bất giác gã cảm thấy thân thế mình so với người thấp kém muôn phần, càng lấy làm tự thẹn. Gã nhìn tới đối phương ăn mặc rất lịch sự, lưng đeo bảo kiếm. Vỏ kiếm giác châu ngọc cùng bảo thạch rất là rực rỡ hơn hai chục thủ hạ của trịnh khắc sảng đều thân thể cao lớn, khí thế hùng tráng. Tên nào cũng đeo đao kiếm và tỏ ra võ công không phải tầm thường. Đoàn người vào phạn điếm rồi, A Kha đỡ Bạch Y Ni ngồi xuống bên bàn. Cô cùng trịnh khắc sảng ngồi hai bên, vì tiểu bảo mon men lại toan ngồi xuống phía trước Bạch Y Ni, A Kha liền nguyết gã một cái, hỏi những bàn bên thiếu gì chỗ, sao ngươi không ngồi, ta phải nhìn mặt ngươi là nuốt cơm không xuống. Vì tiểu bảo tức quá mặt đỏ bừng lên, gã mắng thầm, có thằng cha trịnh công tử này ngồi tiếp ngươi, chắc ngươi ăn thêm được mấy chén. Còn mẹ nó, ta bực mình đến chết với con điếm non này. Bạch y ni cất tiếng hỏi, sao ngươi lại vô lễ với vì tiểu bảo như vậy? a à, kha đáp gã là con người đốn mặt, làm hết mọi điều xấu xa, tàn ác. Sư phụ cấm đệ tử giết hắn, nếu không thì, cô vừa nói vừa trợn lòng trắng mắt lên, lườm nguyết vì tiểu bảo. Vì tiểu bảo trong lòng căm phẫn bé bàng, gã tìm đến cái bàn trong góc phòng ngồi xuống, bụng bảo dạ, còn mẹ nó, thị đã nhất tâm quyết trí lấy thằng giặc thối tha trịnh khắc sảng làm chồng thì vi tiểu bảo khi nào chịu bỏ qua một cách yên lành. Thị định giết ta nhưng không phải chuyện dễ, lão gia phải dùng kế hoạch giết thằng chồng thị trước để thị thành gái quá rồi trung quy thị vẫn sẽ về tay lão gia. Tiểu nhị bưng cơm canh lên, bọn tùy tùng của trịnh khắc sảng bắt đầu ăn uống ngon lành tên nào cũng ăn như rồng cuốn nước. Vì tiểu bảo cầm bảy tám tấm bánh bao đem lên xe cho hồ ba âm. Tên lạt ma này vẫn bị cột trong cỗ xe lớn. Gã trở về chỗ người nhìn ra phía A Kha cách đó mấy bàn, thì thấy cô nở mặt nở mày, cùng trịnh khắc sàng cười cười nói nói ra chiều vừa khoan khoái vừa thân mật. Vì tiểu bảo tức quá cơ hồ không chịu nổi, gã tính thầm trong bụng muốn giết chết gã công tử họ trịnh kia thật không phải chuyện dễ dàng điều cần nhất là giữa sao đừng để lộ chút vết tích gì không thì cái mạng nhỏ xíu của lão gia khó nỗi bảo toàn. Rồi gã lầm bẩm con đợi kia mà biết mình sát hại hắn, nhất định thị sẽ ra hại mình để trả thù. Vì tiểu bảo còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe tiếng vó ngựa rồn rập. Mấy người kỵ mã tiến vào thị trấn, chúng xuống ngựa bước vào phản điếm. Vì tiểu bảo nhìn ra thấy bảy tên lạt ma, bất giác chống ngực đánh thình thịch. Nhưng chỉ thoáng qua, gã nghĩ ngay tới cách cha tay gieo hòa. Gã lẩm bẩm thằng cha trịnh khắc sảng kia vừa huy anh hoang khoác lác những gì theo ba vị sư phụ cao thù học võ công. Phen này ta để bọn chúng đánh nhau một mẻ, thử xem gã tài giỏi đến thế nào. Lão ra đây đứng ngoài tụ thủ bằng quan mới là tuyệt diệu. Bảy tên lạt ma và phạn điếm, ngó thấy bạch y ni liền biến sắc, chúng nói tạng ngữ lý lố một hồi tên lạt ma cao và gầy dường như ra lệnh cho mấy tên kia rồi ngồi xuống cái bàn trước cửa. Chúng kêu tiểu nhị lấy cơm rau ăn, đồng thời ngó chòng chọc vào bạch y ni. Tên nào cũng lộ vẻ căm hờn, bạch y ni lờ đi như chẳng thấy gì, bà cứ ngồi thản nhiên ăn uống. Sau một lúc, một tên lạt ma đứng dậy tiến tới trước bàn của bạch y ni lớn tiếng hỏi, mụ ni kia, phải chăng mấy người đồng bạn của ta đã bị mụ sát hại? Trịnh khắc sảng đứng lên gióng giặc cất tiếng hỏi lại, các người muốn gì mà làm nhộn lên thế? Người không biết như vậy là vô lệ ư? Tên lạt ma tức giận quá, ngươi là cây thá gì mà chõ miệng vào đây? Bọn ta nói chuyện với mụ Nico thì việc gì đến ngươi? Biết điều thì bước đi cho khuất mắt ta. Bỗng nghe vèo vèo mấy tiếng, bốn tên thủ hạ của trịnh khắc sảng nhảy sổ lại, vươn tay chụp xuống tên lạt ma. Lạt ma đưa tay mặt lên gạt hai người, đồng thời phóng chân đá trúng một tên. Hất y ra ngoài phạn điếm. Tiếp theo hắn phóng quyền đánh một tên nữa chúng vào sống mũi làm cho gã té xuống mất sỉu. Bọn thủ hạ của Trịnh khắc sảng đồng thanh hô, sông cả vào đi. Bọn chúng rút khí giới nhảy sổ về phía tên lạt ma năm. Tên lạt ma ở bàn bên kia cũng rút khí giới sông ra đánh. Thủy chung tên lạt ma cao gầy vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Chỉ trong chớp mắt khí giới chạm nhau chát chúa. Cuộc chiến đấu khai diễn cực kỳ náo nhiệt. Bọn tiểu nhị cùng khách ngồi ăn uống thấy trong điếm xảy ra cuộc ẩu đả liền tới tấp chạy ra ngoài. Trịnh Khắc Sảng và A Kha rút trường kiếm ra đứng chắn trước mặt Bạch Y Nhi. Trong điếm chén đĩa tung bay rớt xuống vỡ loàng xoảng, bàn ghế bị đẩy đổ ngổn ngang, mỗi tên lạt ma đấu với bốn năm tên thủ hạ của trịnh phù. Bỗng nghe đánh vù một tiếng, một thanh đơn đao phóng lên xà nhà, vì tiểu bảo ngẩng đầu nhìn ra, ánh bạch quang lấp loáng, lại hai thanh đao nữa bắn vọt lên xà nhà trong lòng rất lấy làm lạ gã tự hỏi phép đánh gì mà kỳ lạ thế này tiếp theo ba bốn thanh trường kiếm tiếp tục vọt lên bọn người của trịnh phủ la ó om sòm chỉ còn hai tay không nhảy đi lảng tránh những tiếng vù vù vẫn vang lên không ngớt bao nhiêu binh khí bay vọt lên cắm cả và xà nhà hay tường nhà không rớt xuống nữa còn những khí giới trầm trọng như cương tiên thiết xích đồng trùy thiết bài thì xuyên thủng nóc nhà rớt xuống mái ngói. Trong khoảng thời gian chừng chưa cháy hết nửa nén hương, hai mươi mấy nhân thủ của trịnh phủ đã mất hết binh khí. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm, nhưng phần mừng vui thì nhiều mà kinh hãi thì ít. Mấy tên lạt ma đồng thanh quát mau mau quỳ xuống đầu hàng đi, nếu còn chậm trễ thì cái đầu các ngươi không giữ vững trên cổ được nữa đâu. Bọn người nhà trịnh phủ cũng rất kiêu dũng, tuy trong tay không còn binh khí, chúng vẫn chẳng khiếp sợ chút nào. Kẻ vung quyền, người sách ghế nhảy sổ vào sáu tên lạt ma. Sáu tên lạt ma hô to một tiếng, liệm đao ra đánh sột một cái. Sáu thanh giới đao cắm xuống mặt bàn trước mặt tên lạt ma cao gầy thành một vòng tròn rất tê trinh. Đoạn sáu người nhảy vào đám đông, bỗng nghe những tiếng, úi chao, trời ơi, ái chà, vang lên pha lẫn với tiếng lách cách liên miên bất tuyệt. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn hai chục nhân thủ nhà họ trịnh đều bị gãy xương chân hay chật xương đùi, té xuống ngổn ngang trong phản điếm. Vì tiểu bảo tuy võ công tầm thường, nhưng gã ở chùa Thiếu Lâm một thời gian khá lâu, lại được trừng quan truyền dạy mọi thứ chiêu thức, nên kiến thức của gã không đến nỗi kém cỏi. Vậy mà sáu tên lạt ma kia đã dùng thủ pháp gì mà đánh gãy chân hơn hai chục người gã không nhận ra được. Hiện giờ vi tiểu bảo kinh hãi nhiều hơn là hoan hỉ gã la thầm trong bụng, bọn chúng sắp làm khó đến sư thái và tiểu mỹ nhân rồi, biết làm thế nào. Sáu tên lạt ma chắp hai tay lại, miệng nói ly lố bằng tạng ngữ, dường như chúng đang niệm kinh. Tiếp theo bọn chúng ngồi xuống chỗ cũ, rút giới đao trên mặt bàn cài vào bên người. Tên lạt ma gầy lớn tiếng gọi lấy rượu thịt cùng cơm rau ra đây cho mong. Hắn hô liền mấy câu nhưng bọn điếm tiểu nhị chỉ đứng đằng xa dòm ngó chứ không dám tới gần một tên lạt ma cất tiếng thoá mạ còn mẹ nó bọn mi không đem cơm rượu ra đây thì chúng ta phóng hỏa thiêu trụi tòa hắc điếm này đi chủ quán nghe đến câu phóng hỏa đốt nhà vội đáp giả giả xin có ngay xin có ngay người nhà đâu các người mau đem cơm rượu để các vị phật ra ăn uống vì tiểu bảo đưa mắt nhìn bạch y ni thử xem bà có phương pháp nào để đối phó chăng nhưng gã chỉ thấy bà ăn cơm xong rồi cầm chung trà đưa lên miệng từ từ nhấp từng hớp một tay áo bà vẫn không rung động. Hiển nhiên bà chẳng có vẻ gì khiếp sợ, còn A Kha sắc mặt lợt lạt, khóe mắt lộ vẻ khiếp đảm đến cùng cực, khiến gã không khỏi đau xót trong lòng. Vì tiểu bảo ngó qua trịnh khắc sảng thấy mặt hắn lúc xanh lè, lúc trắng bờ. Tay gã cầm đốc kiếm run lên không ngớt, dường như trong lúc nhất thời hắn chưa tìm ra được quyết định, chẳng hiểu có nên sấn lại chém giết hay không. Tên lạt ma cao gầy bỗng buông tiếng cười lạt hắn đứng lên rời khỏi chỗ ngồi đi tới trước mặt trịnh khắc sàng. Trịnh khắc sàng né tránh sang một bên, cho mũi kiếm vào lạt ma, quát hỏi, ngươi, ngươi, làm gì? Thành âm gạ âm ớ, hai hàm răng run cầm cập. Tên lạt ma kia hỏi lại, bọn ta đến kiếm vị ni cô này có việc, không liên quan gì đến người ngoài. Phải chăng ngươi là đệ tử của mụ Trịnh khắc sảng đáp, không phải, tên lạt ma lại hỏi, vậy ngươi có mối liên quan gì với mụ Trịnh khắc sảng đáp chẳng có liên quan gì hết. Lạt ma nói, hay lắm, người biết điều thì mau mau tránh đi. Trịnh khắc sảng ấp úng, tôn giá, tôn giá là ai? Xin lưu quy tính đại danh lại, đặng ngày sau, ngày sau. Tên lạt ma ngửa mặt lên cười rộ, tiếng cười của hắn lọt vào lỗ tai vi tiểu bào ầm ầm không ngớt. Đầu óc hắn cũng bị căng thẳng cơ hồ ngất đi. A Kha đứng không vững, ngồi phệt xuống ghế, gục đầu lên mặt bàn. Tên Lạt Ma dừng tiếng cười đáp pháp danh ta là Tăng Kết, làm hộ giáo dưới chướng Đạt Lai Hoạt Phật bên Tây Tạng. Ngày sau ngươi định làm gì? Phải chăng ngươi muốn tìm đến ta để rửa hận? Trịnh khắc sảng đâm liều đáp chính, chính là thế đó. Tăng Kết cười hô hố, vung tay áo quét vào mặt đối phương. Trịnh khắc sảng giơ kiếm lên gạt, Tăng Kết liền búng ngón tay đánh keng một tiếng, thanh trường kiếm bay vọt lên cắm vào giường nhà tiếp theo hắn vươn tay trái chụp vào sau gáy trịnh khắc sảng, túm cổ áo gã sơ lên rồi liệng xuống ghế đánh bịch một tiếng. Hắn vừa cười vừa nói, ngồi xuống đây, trịnh khắc sảng bị nắm trúng huyệt đại truy ở sau gáy. Huyệt này là chỗ tù hội tam dương đốc mạch của tứ chi, lập tức gã không nhúc nhích được. Tang kết đặt gã xuống ghế rồi trở về bàn ngồi. Vì tiểu bảo tự hỏi, hắn còn chờ gì nữa mà chưa động thu với sư thái? Phải chăng hắn còn chờ viện thủ tới nơi? gã chợt nhớ ra hồ ba âm ở trong xe, miệng lẩm bẩm hỏng bét, bọn chúng mà cứu hồ ba âm ra là biết ngay ta cùng đi với sư thái. Không chừng chúng biết cả việc chính ta đã hạ sát bốn tên lạt ma đồng bọn của chúng. Khi ấy thì vi tiểu bào này chỉ còn đường xuống âm cung để hội diện với bốn tên lạt ma kia. Gã quay đầu lại ngó tang kết thấy thái độ của hắn rất nghiêm nghị, nét mặt còn lộ vẻ lo âu. Gã liền hiểu ngay, tự nhủ, phải rồi hắn chưa biết sư thái bị trọng thương nên còn úy kỵ võ công của bà rất tinh thâm. Chắc hắn đang suy nghĩ, còn chưa quyết định được nên hạ thủ bằng cách nào cho ăn chắc. Lúc này bọn điếm tiểu nhị bưng rượu thịt đến, hồ rượu nhỏ quá, chỉ rót được cho mỗi tên lưng chén đã hết sạch. Một tên lạt ma đập bàn quát mắng, bọn mi lấy được bấy nhiêu rượu, một vị Phật gia uống còn chưa đủ. Bọn ta những bảy người thì say xưa thế nào được? Điếm tiểu nhị đang sợ run, nghe hắn thoá mạ chẳng còn hồn vía nào nữa gã vâng dạ luôn miệng hấp tấp chờ gót vào phòng lấy rượu thêm vì tiểu bảo chợt động tâm cơ liền theo tiểu nhị vào chủ phòng gã là một đứa con nít nên chẳng ai thèm để ý tiểu nhị bê hũ rượu rót vào hồ hai tay gã run quá làm đổ rượu lênh láng trên mặt bàn vì tiểu bảo lấy một đĩnh bạc đưa cho gã nói bằng hữu đừng sợ đây ta trả tiền cơm còn dư để thưởng cho bạn bạn để ta rót rượu giúp gã nói rồi đón lấy hũ rượu điếm tiểu nhị được món bờ mừng quá gã không ngờ trên đời lại có người tốt bụng đến thế vì tiểu bảo lại nói bọn lạt ma kia hung dữ quá bằng hữu thử ra coi xem bây giờ họ đang làm gì điếm tiểu nhị theo lời chạy ra cửa bếp ngó lên trên nhà vì tiểu bảo lấy trong bọc ra nửa gói thuốc mê mà gã vẫn giữ trong mình dốc vào hồ rượu gã lại cầm hồ lắc mấy cái cho thuốc mê tan ra Điếm tiểu nhị chờ vào nói, bọn họ đang uống rượu chứ không làm gì hết. Vì tiểu bảo cầm hồ rượu đưa cho gã nói, anh bạn đem rượu ra cho họ, không thì họ nổi nóng phóng hỏa đốt nhà thật đấy chứ không phải chuyện chơi đâu. Điếm tiểu nhị cảm ơn không ngớt miệng, hai tay gã bê hồ rượu đi ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm đa tạ, đa tạ, trời ơi, huynh đài tử tế quá, tiểu đệ cầu đức Bồ Tát phù hộ cho anh được mọi sự tốt lành bọn lạt ma thấy tiểu nhị bưng rượu đến, nổi lên chàng cười hô hố. Một tên chụp ngay hồ rượu rót ra chén cho mọi người rồi quát, chưa đủ, đi lấy nữa lại đây. Vì tiểu bảo thấy bảy tên lạt ma tuyệt không sinh lòng ngờ vực, bưng chén rượu lên uống ừng ực. Gã mừng thầm trong bụng, đồng thời lại mắng thầm, bọn lạt ma thối tha kia võ công cao cường cũng uổng mà thôi. Cả những điểm nhỏ nhặt này thường xảy ra trên giang hồ cũng không biết đề phòng, thật đáng tức cười nguyên bọn tang kết thấy năm người đồng môn bị chết bất đắc kỳ tử mà trong bọn này lại có một người bị trường lực chấn động làm cho bao nhiêu rẻ xương sườn bị gãy nát hết như vậy đủ tỏ võ công của địch nhân rất cao thâm trên đời hiếm có chính tang kết cũng còn lo mình cùng nhân vật này động thủ cũng nắm phần thua nhiều hơn phần thắng mặt khác bạch y ni ngồi trong phạn điếm nét mặt vẫn tỏ ra ung dung tỏ ra phong độ một tay đại cao thủ khiến cho cả bảy tên lạt ma để hết tinh thần vào bà theo dõi từng cử động một. Chúng nhận thấy võ công bà đã đến độ thần sầu quỷ khốc, thì khi nào còn nghĩ tới chuyện con người kinh thế hãi tục này lại dùng đến thủ đoạn hèn mạt mà bỏ thuốc mê vào rượu để đánh ngã địch nhân. Bảy tên lạt ma tuy uống rượu mà thật ra chẳng biết mùi vị. Đầu óc chúng bận nghĩ tới năm người sư huynh đệ bị thảm tử, trong lòng lúc nào cũng hồi hộp, mặc dù ngoài miệng vẫn ăn uống cười đùa giả tỷ trong phạn điếm mà không có bạch y ni mùi đó thì vị tất bọn lạt ma nhấp rượu có thuốc mê vào vị tất đã không phát giác. Một tên lạt ma mập ú vốn dĩ có tính hiếu sắc. Hắn thấy A Kha dung nhan xinh đẹp thì trong lòng dạo rực, nghĩ ngay đến chuyện sờ soạn vào người cô cho đỡ thèm. Nhưng hắn còn ý kỵ bạch y ni nên chưa dám giở trò lần khân, thả lời ong bướm. Sau khi uống thêm một chén rượu lớn, hắn không nhẫn nại được nữa. Hơi men chuyên choáng, thuốc mê lại bắt đầu phát tác khiến cho đầu óc tên lạt ma béo mập trở nên hồ đồ, không biết sợ là gì nữa. Hắn đứng dậy cất bước tiến về phía A Kha, miệng cười tâu toét rất khả ố, cất giọng lè nhè hỏi, tiểu cô nương, cô nương đã có chồng chưa? Đoạn hắn đánh bảo vươn bàn tay to tướng ra sờ vào má A Kha. A Kha sợ quá toàn thân run bần bật, miệng ấp úng, ngươi, ngươi, cô vùng đao chém tới. Tên lạt ma kia chụp lấy tay A Kha xoay một cái khiến thanh cương đao trong tay cô rớt xuống đất. Lạt ma lại nổi lên chàng cười ha ha, ôm cô vào lòng. A Kha vừa hét vừa giãy dụa, nhưng hai cánh tay to lớn của lạt ma khác nào vành đai sắt vì chặt lấy cô thì cô còn phát làm sao được. Bạch y ni vốn là người trầm tĩnh phi thường mà thấy cảnh tượng này cũng không khỏi biến sắc, nghĩ thầm, giả tỉ bọn ác lạt ma kia ra tay hạ sát ta, ta cũng coi thường. Nhưng hắn thi hành thủ đoạn khắc bạc vô lễ này thì dù ta có chết cũng không làm ngơ được. Bà đứng dậy quát, "Ngươi, ngươi!" Tên Lạt Ma mập ú vung tay trái đánh ra một quyền khiến bà té xuống lộn đi mấy vòng. Vì tiểu bảo thấy ý trung nhân bị Lạt Ma uy hiếp một cách nhục nhã như vậy thì trong dạ bồn chồn tự hỏi, tại sao thuốc mê chưa phát tác? Chẳng lẽ tên Lạt Ma thối tha này lại có công phu cổ quái gì chống được thuốc mê? Gã lại thấy tên Lạt Ma chìa môi ra toan hôn và má a kha, nên chẳng thể úy kỵ sự nguy hiểm. Gã liền rút chùy thủ giấu trong tay áo, cười hi hi chạy lại hỏi, "Đại hòa thượng, đại hòa thượng diễn trò hay quá nhỉ?" Đồng thời gã vội né mình sang bên trái phòng ngừa đối phương phản kích. Thanh đao trùy thủ của vi tiểu bảo sắc bén phi thường, xuyên qua da thịt không phát ra tiếng động, lại đâm trúng tâm tạng Lạt Ma, khiến trái tim hắn ngừng đập ngay tức khắc người lạt ma cừng đờ không nhúc nhích mà hai tay vẫn còn ôm lấy a kha chưa buông ra. a kha không biết đối phương đã chết tiếp tục kêu thét lên. vì tiểu bảo lại tiến đến gần kéo tay lạt ma đẩy vào ngực hắn một cái đồng thời gã khẽ cất tiếng gọi a kha cô nương mau mau đi theo tại hạ. tên lạt ma mập ú vừa rời khỏi người a kha liền từ từ đổ xuống. mấy tên lạt ma kia giật mình kinh hãi đứng phát dậy toan nhảy sổ lại vì tiểu bảo quát lên đứng lại thần công của sư phụ ta kỳ diệu vô song vì tên lạt ma kia vô lễ nên bị lão nhân ra xử tử rồi ai tiến thêm một bước là mất mạng ngay bọn lạt ma còn đang ngơ ngác bỗng nghe hai tiếng huỵt huỵt hai tên nữa đột nhiên ngã lăn xuống đất sau một lát lại hai tên nữa té nhào tang kết nội lực thâm hậu chất thuốc mê trong lúc nhất thời chưa làm cho hắn hôn mê té xuống nhưng hắn cũng cảm thấy đầu nhức mắt hoa thân hình lảo đảo chân không đứng vững hắn yên trí bạch y ni có pháp thuật quái dị làm hco hắn trong lòng bối rối thần trí hồ đồ chứ tuyệt không nghĩ tới là mình đã trúng phải thuốc mê a kha la gọi trịnh công tử mau mau đi theo bọn tiểu muội trịnh khắc sảng đáp hay lắm lúc này gã đã cử động được liền đứng dậy chạy ra ngoài trước vì tiểu bảo đỡ bạch y ni ra khỏi điếm tang kết cất bước rượt theo nhưng mới đi được hai bước người hắn loạn trọn té xuống, đè lên một cái bàn. Những tiếng rắc rắc vang lên, cái bàn bị gãy đổ sập xuống, vì tiểu bảo chẳng thấy sa phu đâu, không hiểu chúng chạy trốn đi ngả nào. Trong lúc vội vàng, gã không thể chờ đợi được, liền tự mình dìu bạch y ni lên xe. Gã thấy hồ ba âm hãy còn ở trong xe, lại sợ bọn tang kết rượt theo, nên thấy A Kha và trịnh khắc sảng lên xe cả rồi liền nhảy ra ngồi sa phu, vung roi cho lửa kéo xe chạy xe chạy liền một mạch hơn 10 dặm, vì tiểu bảo thấy lửa đã mệt rồi liền cho đi chậm lại. Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng vó ngựa rồn rập, mấy người kỵ mã đang đổi tới, trịnh khắc sảng nói, hỡi ơi, đáng tiếc mình không có ngựa cưỡi lúc này, ngựa của bọn mình đều là tuấn mã lao nhanh như bay, nhất định bọn ác lạt ma không thể đuổi kịp. Vì tiểu bảo hỏi móc một là sư thái không cưỡi ngựa được, hai là tại hạ có mời công tử lên xe đông bây giờ còn oán thán nỗi gì? Đoạn gã quát tháo om sòm, ra roi cho lừa chạy. Trịnh khắc sảng tự biết mình lỡ lời, nhưng gã vốn là một vị công tử trong vương phủ, xưa nay nhất hô bá ứng, bây giờ bị một thằng nhỏ tỏ vẻ khinh mạn, trong lòng phẫn nộ vô cùng, miệng lẩm bẩm. bữa nay sau khi thoát hiểm rồi, mì sẽ biết tay ta. Tiếng vo ngựa mỗi lúc một gần, vì tiểu bảo nói, sư thái ơi, chúng ta hãy xuống xe đi ẩn lánh gã đảo mắt nhìn quanh không thấy nhà cửa chi hết, mà chỉ có mấy đống rơm ở dưới ruộng, vì mẹ hiểu. Gã nói tiếp, được rồi, chúng ta ẩn vào đống rơm kia. Gã dừng xe lại, trịnh khắc sảng tức giận hỏi, ẩn vào đống rơm kia, nếu có người biết thì còn chi là oai phong của những nhân vật trong Diên Bình Vương Phù. Vì tiểu bảo đã phải lắm, ba người bọn tại hạ xuống ẩn mình vào trong đống rơm. Xin công tử tiếp tục cho xe chạy để dẫn dụ truy binh rượt theo càng hay. Gã nói rồi đỡ Bạch Y Ni xuống xe. A Kha trong lòng do dự, không biết nên xuống xe hay ngồi lại. Bạch Y Ni cất tiếng gọi: "A Kha, xuống đây mau." A Kha nhìn Trịnh Khắc Sảng vẫy tay nói: "Công tử cũng xuống đi thôi." Trịnh Khắc Sảng ngần ngừ một chút rồi cũng chui vào đống dương Hồi 122: Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma. Vì tiểu Bảo sực nhớ tới một việc, gã vội vàng chui ra khỏi đống dương chạy thẳng lên xe gã rút dao trùy thủ đâm chết hồ ba âm. Gã chợt động tâm cơ chặt lấy bàn tay mặt hắn rồi đâm một dao vào mông con lừa. Con lừa đau qua kéo xe chạy như điên, vì tiểu bảo bỗng nghe tiếng vo ngựa đuổi mỗi lúc một gần, lại lật đật chui vào đống dương. Gã xỏ đao trùy thủ vào trong giày, tay mặt cầm bàn tay của hồ ba âm nghĩ cách ham dọa A Kha. Tay gã bỗng đụng phải một cây bím tóc, gã biết ngay là chỉnh khắc sàng. Gã lại vươn tay sờ ra xa hơn lần này thì gã đụng phải một tấm lưng thon mềm mại, biết đó là A Kha thì trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Gã bóp mạnh một cái, đồng thời lớn tiếng hỏi, trịnh công tử, sao công tử lại sờ vào đít tại hạ? Trịnh khắc sảng đáp ta có làm gì đâu? Vì tiểu bảo hỏi, trời ơi! Công tử lại tưởng tại hạ là A Kha cô nương nên động thủ động cước mò mẫm, làm điều vô lễ phải không? Trịnh khắc sảng tức mình thóa mạ, người đừng nói càn vì tiểu bảo lại đưa tay trái vào ngực A Kha bóp mạnh một cái rồi rụt tay về ngay, miệng la hoàng, trời ơi, trịnh công tử, công tử làm cho gì thế này? Tiếp theo gã cầm bàn tay của hồ ba âm đưa lên mặt A Kha sờ lui sờ tới, sờ cả lên đầu lên cổ cô nữa. Lần trước gã sờ lưng sờ ngực A Kha, đồng thời miệng không ngớt la lối. A Kha tưởng là trịnh khắc sàng thừa cơ lúc chui rúc vào trong đống rơm mà cử động vô lễ. Cô vừa bẽn lẽn vừa nóng này sau cô lại thấy một bàn tay to tướng lạnh toát sờ lên mặt lên của mình thì nghĩ ngay tới bàn tay vi tiểu bảo quyết không lớn đến thế đúng là trịnh công tử không còn nghi ngờ gì nữa cô toàn lớn tiếng cự nự nhưng lại sợ sư phụ và vi tiểu bảo nghe thấy thì thật là khiếm nhã cô đành quay đầu đi để né tránh bàn tay to lớn nọ sờ xuống tới trước ngực a à, kha cô nghĩ bụng té ra trịnh công tử lại là quân vô lại đến thế cô tức giận không nhịn được nữa xoay mặt mình qua mé hiếu Vì tiểu bảo liền xoay tay trái tát vào mặt trịnh khắc sảng thật mạnh, nghe đánh bốp một tiếng. Đoạn gã la lên, a kha cô nương, cô đánh trịnh công tử như thế là đáng lắm, y bất quá là phường hiếu sắc đốn mặt, trời ơi. Trịnh công tử, công tử lại sờ tại hạ rồi, bá ngọ con ong bé cái lầm, trịnh khắc sảng cũng cho cái bạt tay vừa rồi là do a kha đánh mình, gã tức giận nói, ta có làm gì đâu a kha lầm bẩm bàn tay này lớn lắm quyết không phải là bàn tay của tên ác nhân kia vì tiểu bảo lại cầm bàn tay hồ ba âm sờ vào gáy a kha đột nhiên tiếng võ ngựa dồn dập đã chạy tới gần nguyên tàng kết thấy bọn bạch y ni ra khỏi điếm rồi những muốn rượt theo nhưng toàn thân bất lực hắn nội công thâm hậu uống rượu pha thuốc mê vào rồi cũng không xỉu đi hắn rít mạnh hai hơi chân khí thấy không có gì trở ngại chỉ có đầu váng mắt hoa liền hiểu ngay nội vụ, lớn tiếng hô, lấy nước lạnh mau, lấy nước lạnh mau. Tiểu nhị bưng một bát nước lạnh ra, tang kết bảo gã, đổ nước lạnh lên đầu ta. Tiểu nhị khi nào dám làm vậy, gã ngần ngừ đứng yên không nhúc nhích. Tang kết cho là thuốc mê này do người trong phản điếm động thủ, hắn không dơ hai tay lên được. Liền hít mạnh một hơi chân khí, đụng đầu vào cánh tay tiểu nhị. Bát nước lạnh đổ hết vào đầu hắn, tang kết tỉnh táo lại một chút, lại lớn tiếng dục lấy nước lạnh, lấy nước lạnh, càng nhiều càng hay, lẹ lên, lẹ lên, tiểu nhị lại chạy vào lấy hai bát nước nữa đem ra. Tang kết đổ hết nước lên đầu mình, hắn sai tiểu nhị xách một thùng nước lớn để ra cứu tỉnh đồng bọn. Tên lạt ma mập ú không sao tỉnh lại được, Tang kết nhìn thấy sau lưng hắn có vết máu, nguyên hắn đã chết rồi. Sáu tên lạt ma vội vàng không kịp phóng hỏa đốt nhà, hấp tấp nhảy lên ngựa rượt theo, vừa rượt vừa hô hoán om sòm nhắc lại A Kha thấy bàn tay to sờ vào gáy, không nhịn được nữa la lên, không được, đồ mặt dày, vì tiểu bảo lại xoay tay tát một cái. Trịnh khắc sảng chui ở đống rơm chẳng nhìn thấy gì, không né tránh được lại bị một cái bạt tay, gã la lên, không phải tại hạ, tiếng la của gã là mọi người bại lộ hành tung. tang kết nghe tiếng liền hô lớn, bọn chúng đây rồi, một tên lạt ma nhảy xuống ngựa chạy đến bên đống rơm. Hắn thấy một bàn chân của trịnh khắc sảng thò ra ngoài, liền túm lấy kéo gã ra khỏi đống rơm tên lạt ma này sợ trịnh khắc sàng phản kích tiện tay tung mạnh một cái hất gã ra xa mấy trượng rồi rớt xuống tên lạt ma kia lại thò tay vào đống rơm sờ mó vì tiểu bảo ngồi tu mình trong góc gã thấy một bàn tay to tướng đưa vào chụp loạn lên trong lúc cấp bách gã nhét bàn tay của hồ ba âm vào trong tay lạt ma lạt ma sờ thấy một bàn tay liền nắm lấy giật mạnh một cái Hắn chắc mầm sẽ lôi ra được một người nữa, không ngờ hắn thấy hững một cái, rồi té ngồi xuống đất. Lạt ma coi lại chỉ thấy một bàn tay của người chết, khi huyết trong người trồi ngược lên rất khó chịu, vì lúc hắn phát huy kinh lực để kéo người đã dụng lực quá mạnh. Trịnh khắc sảng nặng tới 130 cân, tên lạt ma kia tưởng rằng người thứ hai này tất có một trọng lượng tương đương. Hắn đã dùng sức mạnh đủ để kéo một khối lượng hơn 200 cân mới lôi được trịnh công tử ra huống chi lần này hắn không nắm được gót chân đối phương mà chỉ chụp được một bàn tay. Hắn sợ bị đối phương kéo mình vào trong đống dơm, nên phải vận động một luồng đại lực cương mãnh phi thường. Ngờ đâu luồng đại lực này chỉ lôi ra một bàn tay nặng chừng mấy lạng, thành ra toàn lực trở về khiến hắn chẳng khác gì bị một luồng trường lực nặng tới 200 cân phản kích. Vì tiểu bảo ngồi co do trong đống dơm ngó thấy cảnh tượng này mừng rỡ vô cùng. Gã chụp lấy một túng dơm liệm vào mặt lạt ma tên lạt ma kia đưa tay hất túm rơm đi. Đột nhiên hắn thấy trước ngực đau nhói lên. Hắn dẫy đành đạch mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích. Nguyên vi tiểu bảo nhân lúc lùm mục quang của lạt ma bị nắm rơm che khuất. Gã nhảy sổ lại cầm chùy thủ đâm vào trái tim hắn. Vì tiểu bảo vừa rút dao chùy thủ ra lại thấy mấy người ở xung quanh mình lớn tiếng quát tháo bằng tạng ngữ. Gã ngấm ngầm than trời, cầm chắc phe này hết đường trốn tránh. Gã từ từ đứng lên, giấu chủy thủ vào trong tay áo rồi ngoảnh đầu nhìn quanh thì thấy tang kết và bốn tên lạt ma đã xuống ruộng cả rồi đang đứng cách đống rơm chừng ba trường nguyên xác chết của lạt ma bị rơm che khuất chúng không hiểu tên đồng bạn đó chết trong trường hợp nào tang kết lại cho là bạch y ni đã thi triển môn thần công bí mật gì để hạ sát tên lạt ma kia nên hắn cùng đồng bạn đứng cách xa xa không dám tới gần lại nghe tang kết lớn tiếng hô tiểu ni cô mụ liên tiếp hạ sát tám tên sư đệ của ta gây nên mối thù sâu tựa bề thế mà mụ còn ẩn nấp trong đống rơm không dám trừng mặt ra thì sao phải là anh hùng hào kiệt thực ra bạch y ni lớn tuổi hơn tang kết nhiều vì bà nội công thâm hậu nên nét mặt vẫn trẻ măng coi bề ngoài chỉ bằng người ba chục tuổi tiếng hô hoán của tang kết rất khủng khiếp khiến cho vi tiểu bảo ù tay hoa mắt trong lòng cực kỳ khó chịu gã tự hỏi hắn dùng yêu pháp gì mà lực lượng mạnh đến thế sao hắn lại bảo bọn ta giết tám tên sư đệ sau gã nhẩm tính lại thì quả nhiên đúng tám tên lạt ma bị uổng mạng trong tám tên này thì bạch y ni chỉ hạ có một tang kết nói mấy câu sau cùng rồi lùi lại hai bước hiển nhiên trong lòng hắn có ý khiếp sợ vì tiểu bảo không nhịn được dõng dạc nói bản lãnh của gia sư đã đến trình độ suối thần nhập hóa khắp thiên hạ không ai bì kịp nhưng lão nhân gia là người tu hành, hoài bão tấm lòng từ bi bác ái, lại giàu đức hiếu sinh, không muốn giết người nữa. Lão nhân gia đã tha mạng cho năm vị, vậy các vị nên lánh đi cho mau. Tang kết đáp đâu có chuyện dễ dàng thế được. Tiểu ni cô, ngủ biết điều thì nên đưa pho tứ thập nhị chương kinh ra, Phật gia sẽ mở lòng từ bi buông tha cho các ngươi đi. Nếu không chịu thì dù các ngươi có chạy đến chân trời góc biển, Phật gia cũng nhất quyết tìm cho bằng được, chứ chẳng chịu bỏ qua. Vì tiểu bảo hỏi, các vị đòi pho tứ thập nhị chương kinh nào? Kinh sách này khắp các chùa chiền đâu đâu cũng có, há phải là vật hy hữu trên đời. Tang kết đáp, bọn ta chỉ cần lấy pho kinh sách ở trong mình tiểu ni cô mà thôi. Vì tiểu bảo ngẫm nghĩ một chút rồi trò vào Trịnh khắc sảng nói, pho kinh sách đó gia sư đã đưa cho y, các vị hỏi y mà lấy là xong. Hiện giờ trịnh khắc sảng đã lồm cồm bò dậy, gã đứng chưa vững thì một tên lạt ma nhảy sổ đến nắm lấy hai tay gã. Một tên lạt ma khác xe áo gã doạc doạc luôn mấy tiếng. Cả áo trong lẫn áo ngoài trịnh khắc sảng đều bị rách hết, vàng bạc châu báu ở trong túi hắn rớt cả xuống đất, nhưng chẳng thấy kinh sách đâu. Vì tiểu bảo la lên trịnh công tử, phò kinh sách kia công tử giấu ở đâu thì nên nói cho họ biết là xong, cái đó có gì quý báu đâu công tử giữ làm gì cho rắc rối. Trịnh khắc sảng tức giận đến cực điểm, lớn tiếng quát ta chẳng có kinh sách gì hết. Một tên lạt ma vung tay phóng trường đánh vào mặt gã, khiến gã cơ hồ ngất xỉu. Lạt ma quát hỏi, người có nói hay không thì bảo. Tên lạt ma kia không thấy trịnh khắc sảng trả lời liền vung tay lên tát gã một cái nữa thật mạnh. Vì tiểu bảo thấy hai bên má trịnh khắc sảng đều sưng vù ra chiều đau đớn đến cực điểm thì trong lòng khoan khoái vô cùng lại la lên, trịnh công tử, công tử đưa mấy vị Phật gia này đi lấy sách thôi. Tại hạ thấy công tử đã khoét lỗ dưới đất ở trong góc khách điếm, phải chăng để cất đấu pho kinh sách kia. Tàng kết cả mừng nói, phải rồi, trẻ con bao giờ cũng nói thật, các vị sư đệ áp giải tên này về khách điếm để lấy sách đi. Tên lạt ma kia đã, dạ, xin tuân lệnh đại sư ca, hắn lại đánh trịnh khắc sảng một bạt tai nữa, A à kha đến lúc này không thể nhịn được, chui ra ngoài đống rơm la lên, thẳng lỏi đó chuyên môn nói dối. Các vị đừng tin lời gã, trịnh công tử đây từ hồi nào tới giờ chưa từng thấy pho kinh sách đó. Vì tiểu bảo quay lại khẽ bảo A Kha, tại hạ vì muốn cứu sư thái và cô nương nên mới để trịnh công tử dẫn dụ bọn họ trở về khách điếm. A Kha đáp ta không thèm nhờ ngươi giải cứu, người vu oan giá hỏa cho trịnh công tử là muốn y phải chết ổn mạng. Vì tiểu bảo nói, tính mạng của sư thái và cô nương so với tính mạng của trịnh công tử còn quan hệ gấp muôn ngàn lần. Tàng kết ngó tên lạt ma giữ trịnh khắc sảng la lên, sư đệ đừng đánh chết gã. Rồi hắn ngoảnh đầu lại hô, tiểu ni cô, ngủ ra đây cùng hai đứa nhỏ theo bọn ta đi lấy kinh sách. A à Kha rất tức giận vì tiểu bảo. Cô hằn học nói, chính người cũng sợ chết, còn nói gì đến chuyện cứu sư phụ. Người có giỏi thì chiến đấu với bọn lạt ma đi vì tiểu bào cảm thấy bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục gã tự nhủ thị đã coi mình không vào đâu thì mình có bị những tên ác lạt ma này đánh chết cũng chẳng có chi đáng kể nữa gã liền nói đánh thì đánh chứ sợ gì tại hạ dù chết cũng không đáng tiếc nhưng không cứu được cô nương và sư thái làm cho tại hạ ân hận suốt đời tại hạ chết về tay chúng chẳng nói làm chi nhưng nếu thắng họ thì sao a à kha biểu môi đáp hư Ngươi có đi đầu thai mấy kiếp sau cũng không thắng được đâu Ngươi chỉ thắng được một tên lạt ma là ta suốt đời khâm phục ngươi vì tiểu bảo nói khâm phục hay không cũng chẳng làm gì nếu tại hạ thắng một tên lạt ma thì cô nương chịu lấy tại hạ làm chồng chứ a à kha tức giận đáp ngươi đừng nói nhăng nói càn đã làm tiểu hòa thượng lại làm tiểu thái giám thì làm sao làm sao vì tiểu bảo ngắt lời làm tiểu hòa thượng rồi hoàn tục thì đã sao trước làm tiểu thái giám rồi sau không làm nữa cũng chẳng chết ai nói lui nói tới chẳng qua là tại hạ phải lấy cho bằng được cô nương mới nghe a à kha tức quá vội la lên sư phụ sư phụ nghe đó trong lúc này mà gã còn thốt ra những lời thô tục khó nghe bạch ini thở dài nghĩ bụng đúng là rồng hãm ao tù tôm dẫn mặt cọp xuống bình nguyên bị chó nhơn đến lúc tình thế nguy cấp ta chỉ còn đường tự chấn động cho đất kinh mạch mà chết để khỏi bị bọn lạt ma làm nhục. Bà khẽ gọi tiểu bảo, người đưa tay vào trong này, vì tiểu bảo dạ một tiếng rồi thò tay trái vào trong đống dương. Gã thấy bạch y ni đặt vào tay mình một gói giấy nhỏ, lại nghe bà nói đây là những mảnh địa đồ giấu trong kinh sách, người giữ lấy rồi tự ý trốn đi, đừng nghĩ gì đến ta nữa. Sau này nếu ngươi tìm được cả bảy pho kinh sách thì hy vọng khôi phục Giang Sơn nhà Đại Hán có cơ thành tựu việc đó quan trọng hơn mạng sống của cá nhân ta nhiều. Vì tiểu bảo thấy Bạch Y Ni coi trọng mình như vậy, không giao vật khẩn yếu cho đồ đệ mà lại giao cho gã, khiến gã phấn khởi tinh thần. Trong lúc khẩn trương gã nghĩ ra một quyết định, không cần suy nghĩ gì nữa liền lớn tiếng, sư phụ ta là một cao nhân đương thời không thèm động thủ với các ngươi. Các ngươi hãy phái một tên vào đây tỉ thi với ta. Nếu tên đó thắng thì sư tỷ ta mới ra tay. Cha cha ta thấy các ngươi không dám cho người ra đơn đả độc đấu với ta. Các ngươi biết điều thì cúp đuôi chạy đi cho rồi. Gã vừa nói vừa chuồn gói giấy vào trong bọc, năm tên lạt ma đều nổi lên chàng cười rộ, bọn chúng có sợ là sợ bạch y ni, còn thằng trẻ nít này thì chẳng coi vào đâu. Một tên lạt ma vừa cười vừa đáp ta chỉ đánh một quyền là ngươi phải lăn lộn bảy tám vòng rồi té đái vãi phân. Vì tiểu bảo tiến ra một bước, dõng dạc hô, hay lắm, ngươi hãy cùng ta tỉ đấu gã quay lại nói với A Kha, tại hạ đánh thắng hắn là cô nương sẽ thành ái thê của tại hạ đó. Cô nhớ kỹ lấy đừng chối cãi, A Kha chối bai bài, không được, không được, chẳng khi nào ngươi lại thủ thắng. Vì tiểu bảo nói, một người liều mạng, muôn người khôn địch, nay tại hạ muốn lấy người làm vợ nên phải liều mạng. Tên lạt ma kia tiến ra mấy bước cười hỏi, ngươi dám tỷ đấu với ta thật chăng? Vì tiểu bảo đáp, không thật thì còn giả sao được? cuộc đấu này lấy một trọi một giữa ta và ngươi. Sư phụ ta cất không ra tay viện trợ, còn bốn tên sư huynh sư đệ của ngươi liệu có khỏi xông vào đánh hôi không? Tang kết cười ha hà nói, dĩ nhiên bọn ta không trợ thủ cho y, vì tiểu bảo lại hỏi, giả tỷ ta vô một quyền đấm chết hắn, các ngươi có ý đông người xông vào để thủ thắng không? Ta cần phải hỏi trước, trường hợp mà các ngươi xuống lại đánh hôi thì một mình ta không địch nổi đâu khi đó sư phụ và sư tỷ của ta dĩ nhiên phải ra tay. Tang kết trong lòng vẫn úy kỵ bạch y nhi động thù. Hắn nghĩ tới mấy sư đệ đều uổng mạng một cách mờ ám, chẳng hiểu bạch y nhi đã sử dụng môn võ công gì. Hắn tự nhủ để một tên sư đệ đấu với thằng lỏi kia, mình ở ngoài coi cho biết võ công gia số của Nico là một điều rất bổ ích. Hắn nghĩ vậy liền đáp hai người lấy một trọi một, sống chết đều do thiên mệnh. Cả hai bên không ai được ra trợ thù vì tiểu bảo nói kẻ nào ra giúp sức là con rùa cái, là quân khốn kiếp. Tang kết đáp phải rồi, kẻ nào ra giúp sức là con rùa cái, là quân khốn kiếp. Tang kết bản lãnh đã cao cường, tâm tư lại càng thông tuệ. Hắn thấy bên đối phương ngoài vi tiểu bảo còn Bạch Y Ni và A Kha đều là nữ nhân nên cũng nói theo, kẻ nào ra giúp sức là con rùa cái, là quân khốn kiếp, để hai người này khỏi viện thủ cho gã. Vì Tiểu Bảo lại cười nói, hay lắm, Đại Lạt Ma quả là người tinh minh, thẳng thắn, tại hạ rất lấy làm bội phục. Tang Kết nói, người hãy tiến ra thêm mấy bước nữa. Hắn sợ vì Tiểu Bảo đứng gần đống rơm, Bạch Y Ni có thể đưa tay ra đặt lên lưng gã để ngấm ngầm truyền công lực viện trợ thì sư đệ hắn không chịu nổi. Vì Tiểu Bảo hiểu ý liền đáp, bọn người Hán bên tại hạ bao giờ cũng hành động quang minh lỗi lạc, thắng phải cho vẻ vang, bại cũng giữ gìn tư cách chẳng khi nào làm điều ám muội Bạch y ni vẽ dặn gã, tiểu bảo, người không thắng được họ đâu, cứ giả vờ tỉ võ rồi lên ngựa rông tuốt là hơn. Vì tiểu bảo đáp, giả, tiểu tử hiểu rồi, gã tiến thêm về phía trước ba bước, đứng cách đống rơm chừng hơn một trường. Bây giờ Bạch y ni có muốn trợ lực cho gã cũng không với tới được. Tên lạt ma kia tiến lên mấy bước, đứng đối diện với vi tiểu bảo, cười hỏi, người muốn tỉ đấu bằng cách nào? vì tiểu bảo đáp cái đó còn tùy ở nơi lạt ma còn với tại hạ thì văn tỷ cũng được mà võ tỷ cũng được lạt ma cười lên hô hố hỏi văn tỷ là làm sao võ tỷ thì thế nào vì tiểu bảo đáp văn tỷ là đại lạt ma đánh tại hạ một quyền rồi tại hạ đánh trả một quyền hai bên cứ ăn miếng trả miếng như vậy kỳ cho đến khi một người té xuống thì thôi gã ngừng lại một chút rồi tiếp khi đại lạt ma đánh tại hạ hay ngược lại chúng ta phải đứng yên chịu đòn không ai được né tránh mà cũng không được vung tay đỡ gạt nói tóm lại chỉ có thể vận nội công để chịu đựng thoi quyền của đối phương lạt ma hỏi được lắm còn võ tỷ thì sao vì tiểu bảo đã võ tỷ càng dễ hơn tùy tiện đánh bằng khí giới hay bằng quyền cước đối phương mặc sức né tránh đỡ gạt hay chạy nhảy thả cửa không cấm kỵ điều gì tang kết bụng bảo giả xem chừng thằng lòi này thân pháp linh diệu nhẹ nhàng nếu để gã chạy nhảy e rằng sư đệ ta không hạ được gã ngay chắc gã còn nhiều quỷ kế tỷ như chạy đến bên đống dương dẫn dụ cho sư đệ rượt theo rồi bạch y ni thừa cơ ám toán như vậy thì tỷ văn vẫn có lợi cho bên mình hơn vì nắm tay nhỏ xíu của gã có đánh sư đệ ta đến mười quyền cũng chỉ như gãi ngứa cho y hắn liền dùng tạm ngữ dặn sư đệ sư đệ bảo gã tỷ văn và đừng đánh chết hoặc đà thương gã cuộc tỷ đấu lâu chừng nào hay chừng nấy vì mục đích của ta là muốn coi cho biết rõ ra số cùng võ công của mụ ni cô kia. Vì tiểu bảo nghe tang kết nói tạng ngữ liền hỏi, lệnh sư huynh sợ đánh tài hạ không nổi nên bảo đại lạt ma đầu hàng cho êm chuyện phải không? Lạt ma cười ha hả đáp tên tiểu quỷ kia, đừng nói nhăng nói càn. Sư ca ta nhân đức, dặn ta đừng phóng quyền đánh chết ngươi tội nghiệp. Ngươi còn là đứa con nít dĩ nhiên công phu về khí giới cũng như về quyền cước còn non nớt ta không muốn chiếm phần tiện nghi. Vậy chúng ta tỉ văn quách, vì tiểu bảo nói, giỏi lắm, gã đứng phưỡn bụng, hai tay chống nạnh vừa cười vừa nói tiếp, đại lạt ma phóng quyền đánh tại hạ trước đi, nếu tại hạ né tránh hay đỡ gạt thì không phải là anh hùng hảo hán. Tên lạt ma kia cười đáp, ngươi còn là đứa con nít, dĩ nhiên ta để ngươi đánh trước. Hắn nói rồi bắt trước vì tiểu bảo cũng chắp hai tay để sau lưng, cũng phưỡn ngực ra hắn cao hơn vi tiểu bảo một cái đầu, đứng cười hề hề như người làm trò chơi với trẻ nít. vi tiểu bảo dơ quyền bên trái ra chỉ đến bụng dưới hắn. năm tên lạt ma thấy nắm tay gã quá nhỏ bé đều nổi lên chàng cười hô hố. vi tiểu bảo hô coi chừng, tại hạ xuất quyền đây. tên lạt ma kia dù sao cũng không dám khinh địch thái quá vì sợ gã được dị nhân truyền thụ võ công hoặc giả nội lực có chỗ độc đáo. hắn liền vận nội lực lên bụng để đón đỡ vì tiểu bảo lấy tay áo phủ lên đầu thoi quyền bên hữu đột nhiên đánh tới bọn tang kết thấy thoi quyền của gã chẳng có chút khí lực nào đều cười rồ tiếng cười chưa dứt bỗng thấy tên lạt ma kia lảo đảo người đi vì tiểu bảo nói bây giờ đến lượt đại lạt ma trả miếng không ngờ lạt ma đột nhiên té xuống nằm phục dưới đất không nhúc nhích bọn tang kết giật mình kinh hãi vội chạy lại coi vì tiểu bảo đứng lùi về phía đống rơm la lên đứng lại kẻ nào xông tới là con rùa, là quân khốn kiếp. Bốn tên lạt ma lập tức dừng bước, chúng thấy đồng bọn vẫn nằm yên, nếu không phải hắn bị trọng thương thì là đã chết rồi. Cả bốn người kinh hãi quá đều há hốc miệng ra không thốt nên lời. Vì tiểu bảo dơ song quyền lên cao trên đỉnh đầu lớn tiếng nói, gia sư đã truyền cho tại hạ môn võ công này gọi là cách sơn đà nghiêu thần quyền. Đến con châu mộng chúng phải thoi quyền này cũng chết huống chi là một tên tiểu lạt ma kẻ nào không phục thì ra đây tỉ thí cho biết mùi. Gã quay lại khẽ hỏi, A à, Kha hiền thê ơi, bây giờ nàng còn từ chối được nữa không? Hồi 123, tiểu bảo dùng mưu dối lạt ma. Kha thấy vì tiểu bảo đánh hời hợt một quyền mà làm cho tên lạt ma thân hình cao lớn bản lãnh tinh thâm phải té úp sấp xuống đất không dậy được nữa, nên nghe gã kêu mình bằng hiền thê vẫn đứng ngẩn ra quên cả chối cãi. Vì tiểu bảo cười rộ nói, ha ha cô nương ưng chịu rồi hiền thê ngoan ngoãn của ta ơi a kha tức giận lớn tiếng không phải không phải người chỉ nói láo vì tiểu bảo ngắt lời cô nương lại chối cãi ư như vậy há phải là anh hùng hảo hán a kha nói không hảo hán thì đừng hảo hán chẳng anh hùng thì đừng anh hùng ta nhất quyết không chịu thì ngươi làm gì ta bạch In Ni thấy vi tiểu bảo đánh một quyền rồi trước ngực lạt ma có máu thấm ra ngoài hắn lảo đảo mấy cái rồi ngã gục xuống. Bà ngưng thần suy nghĩ biết là vi tiểu bảo giấu trùy thủ trong tay áo. Đây không phải là gã đánh một quyền mà là gã đã phóng đao đâm vào tâm tạng đối phương. Lưỡi đao trùy thủ này sắc bén phi thường, đừng nói đâm vào tâm tạng con người, mà có phóng vào gang thép cũng xuyên qua được. Trước khi đâm bằng tay mặt, vi tiểu bảo đã đánh giữ một quyền bằng tay trái, khiến mọi người để ý nhìn vào tay quyền của gã tiếp theo gã phóng chủy thủ đâm tới, nên chẳng ai nghi ngờ gì nữa. Tang kết gọi luôn mấy tiếng không thấy tên lạt ma kia thưa. Trong lúc nhất thời hắn rất đỗi kinh nghi không biết làm thế nào. Một tên lạt ma thân thể gầy còm rút lưỡi đao ra hô lớn, tên tiểu quỷ kia, dù quyền pháp của ngươi có cao minh cũng chẳng làm gì. Bây giờ Phật ra đến tỷ đao pháp với ngươi, hắn nghĩ thầm trong bụng, thằng lòi này được cao nhân truyền thụ nội công, quyền kinh của gã quả nhiên không phải tầm thường nhưng ta tỷ đấu khi giới với gã thì quyền kinh mạnh đến mấy cũng bằng vô dụng. Vì tiểu bảo cười đáp tỉ đao pháp cũng được, mời lạt ma ra đây, tên lạt ma kia không dám tiến lại, lên giọng thách thức người có giỏi thì lại đây. Vì tiểu bảo lập lại lạt ma có giỏi thì ra đây, tên lạt ma hô 1, hai, ba. chúng ta cùng tiến ra ba bước, vì tiểu bảo đáp được rồi, gã tiến lại ba bước tên lạt ma vừa mua giới đao thành một luồng bạch quang hồ vệ thượng bàn vừa tiến lại. Hắn sợ đối phương xử cách sơn đảng như thần quyền đánh ra một cách đột ngột. Vì tiểu bảo cười nói, lạt ma bất tất phải khiếp sợ. Tại hạ không xử thần quyền đánh tới đâu. Tên lạt ma không tin vẫn múa đao vù vù, la lên, rút đao ra mong. Vì tiểu bảo cười đáp, tại hạ đã luyện thành môn kim cương bất hoại thể thần công. Lạt ma thử chém một đao xuống đầu tại hạ xem sao nhưng lạt ma phải coi chừng thanh đại đao hất ngược trở lại chém vào cái đầu chọc. Tại hạ cần nói rõ trước để lạt ma biết mà đề phòng. Tên lạt ma kia bán tín bán nghi, hắn thấy vì tiểu bảo một quyền đánh chết sư huynh thì chắc chắn võ công gã đã tới chỗ cao thâm khôn lường. Trong lúc nhất thời lạt ma không dám mạo hiểm tiến lên, dĩ nhiên không dám vung đao chém tới đầu gã. Vì tiểu bảo lại càng làm ra võ công lạt ma còn kém lắm, tại hạ không muốn động thù cứ vùng đao chém xuống đầu tại hạ đi tại hạ quyết không phản kích nhưng lạt ma nhớ kỹ chỉ chém xuống đầu thôi không được chém trước ngực vì tại hạ còn nhỏ tuổi hộ thể thần công ở nơi ngực chưa luyện thành nếu bị lạt ma chém vào nhất định phải chết oan lạt ma liếc nhìn vi tiểu bảo hỏi đầu ngươi không sợ đao chém thật ư vi tiểu bảo lột mũ đội trên đầu ra nói lạt ma coi đây bím tóc của tại hạ vì luyện thần công bị ngắn cụt đi chỉ còn bấy nhiêu tóc càng ngắn, thần công càng lên cao. Khi nào trên đầu trụi hết chẳng còn một sợi tóc thì bấy giờ lạt ma có chém vào ngực, tại hạ cũng không sợ nữa. Vì tiểu bảo đã xuất ra ở chùa Thiếu Lâm rồi lên trụ trì chùa Thanh Lương, đầu gã cạo chọc lóc. Hiện giờ tóc gã mới mọc cao hơn một tấc, thời bấy giờ ngoại trừ các nhà sư là cạo chọc đầu, còn nam nhân đều để bím tóc dài, tuyệt không ai có mái tóc ngắn ngủn như gã. Lạt ma thấy vậy càng tin hơn mấy phần hắn lẩm bẩm tên tiểu quỷ này đã sát hại sư huynh ta thì ta cần gì phải lịch sự với gã hắn liền đáp ta chẳng thể tin được cái đầu của ngươi lại không sợ đau chém vì tiểu bảo ớm ờ tại hạ khuyên lạt ma đừng thử nữa hay hơn vì thanh đao của lạt ma mà hất ngược lại thì chẳng còn có chỗ để ăn cơm lạt ma nói ta nhất quyết không tin ngươi hãy đứng yên đừng nhúc nhích ta sắp chém ngươi đó vì tiểu bảo thấy đao quang lấp loáng trong lòng khiếp sợ không bút nào tả xiết, vì nhát đao kia chém xuống thật sự thì chẳng những cái đầu gã bị phân làm hai mảnh, mà cả con người gã cũng bị trẻ làm đôi. Sở dĩ gã không chịu động thủ tỷ đấu với lạt ma là vì ngoài cách lòe bịp, gã chẳng còn biện pháp nào để thoát thân. Và lại gã vốn tính máu mê cờ bạc, coi đây là một cuộc thách đố, mong cho lạt ma khiếp sợ không dám chém xuống đầu xuống cổ gã. Thế là gã đánh một canh bạc cực lớn đem sinh mạng ra để đặt cửa. Lúc này vì tiểu bảo sống hay chết là ở một ý niệm của lạt ma, mà được hay thua chẳng khác gì gieo thò lò xuống đĩa để quyết định. Cuộc đánh bạc hào hứng này không đặt ra không xong, vì gã không dùng kế lừa bịp, cứ để lạt ma vung đao chém loạn lên thì gã và bạch y nghi cùng A Kha cả ba người đều chết. Vì tiểu bảo chờ nghĩ tới hiện giờ tiểu mỹ nhân đang nhìn mình chằm chập, gã không nhịn được bất giác đưa mắt ngó trịnh khắc sàng nằm thẳng cẳng dưới đất bụng bảo dạ giữa một chàng công tử nơi vương phủ và một thằng lòi con mụ điếm, ai anh hùng hơn ai? Còn mẹ nó, người có dám hiên ngang đứng đây chờ người ta vung đao bổ xuống đầu hay không? Tàng kết dùng tạng ngữ la lên, gã tiểu quỷ này tả công rất ghê gớm, đừng có chém vào đầu vào cổ gã. Vì tiểu bảo hỏi, đại sư ca của lạt ma nói gì vậy? Phải chăng y hô lạt ma đừng chém xuống đầu tại hạ mà chết? Các vị thật là nham hiểm xảo quyệt nói lời rồi chẳng giữ lời là không được đâu. Lạt mà liến thoáng cãi, không phải thế, không phải thế, đại sư huynh ta bảo ta đừng tin những lời khoác lác của ngươi. Cư vùng đao chém thẳng xuống đầu ngươi cho đứt làm hai mảnh. Hắn dứt lời, thanh giới đao liền từ trên không bổ xuống. Vì tiểu bảo khiếp sợ chẳng còn hồn vía nào nữa, những khí phách anh hùng của gã lúc này không biết bay đi đâu hết sạch. Gã vội cúi xuống miệng la thầm, đời ta đến đây là hết không ngờ nhát đao của lạt ma chém xuống đỉnh đầu của vi tiểu bảo còn cách ba thước đã biến thế chuyển đi nửa vòng, hóa thành chiêu hoài trung bá nguyệt chém xuống lưng gã đánh chát một tiếng. Kinh lực của chiêu đao này rất mạnh làm cho nơi lưng của vi tiểu bảo đau đớn kịch liệt. Chân đứng không vững, người gã ngã chúi vào lòng lạt ma. Lập tức tay mặt gã cầm đao chủy thủ phóng ra đâm vào ngực và bụng lạt ma ba nhát liền. Đoạn gã cúi xuống luồn qua đít lạt ma chuồn ra, miệng la lớn, trời ơi, té ra lạt ma nói lời mà chẳng giữ lời. Vì tiểu bảo chuồn thẳng vào trong đống rơm, tên lạt ma kia thét lên be be, thanh giới đao của gã bất giác hất ngược lại chém vào mặt mình. Hắn ngã lăn ra, người co rúm lại, dẫy đành đạch mấy cái rồi nằm yên không cục cửa. Nguyên vì tiểu bảo chỉ mong đối phương chém vào trước ngực vì gã y mình có bảo y hộ thân, không đến nỗi uổng mạng đồng thời khiến cho bốn tên lạt ma kia khiếp sợ rồi chạy trốn đi là yên. Ngửa đâu tên lạt ma lại không chém vào trước ngực mà chém tới sau lưng đầy gã vào lòng hắn. Vì tiểu bảo liền thừa cơ phóng trùy thủ đâm lạt ma liền mấy nhát. Có điều gã phải luồn qua mông đối phương để chuồn ra, trông thật thảm hại. Trong lúc nguy hiểm tới tính mạng, gã nào còn nghĩ đến chuyện là anh hùng hay là con chó nữa. Vì tiểu bảo vừa chuồn vào đống rơm vừa lớn tiếng la, sư phụ thần công ở nơi lưng đệ tử đã luyện thành rồi. Sư phụ hãy coi kia. Hừ hừ, nhát đao đó quả nhiên hất ngược lại giết chết lạt ma rồi. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Thực ra thanh giới đao hất ngược lại chỉ làm cho lạt ma bị thương nhẹ ở mặt. Mấy nhát chùy thủ của vi tiểu bảo đâm vào bụng, vào ngực hắn mới là những vết thương chí mạng. Bọn tang kết không hiểu rõ nội vụ, cho là chuyện chính thanh giới đao đã giết lạt ma là sự thật, sợ quá sắc mặt lợt lạt nhảy lùi xa mấy trường, lớn tiếng hô hoán tên lạt ma kia, nhưng hắn chết rồi thì còn phản ứng gì nữa. Bạch Y ni đã biết vi tiểu bảo mặc bảo y hộ thân. Cả hai lần A Kha chém gã không bị thương nên lần này cô cũng chẳng lấy chi làm lạ. Là. Có điều gã dám đưa đầu ra để thử đau, khiến cô phải bội phục gã là con người gan giả phi thường. Sự thật vi tiểu bảo lúc vừa rồi cũng sợ hết hồn, sợ đến son đai vãi phân. Đúng quần gã ướt đầm đìa, nhưng ngoài gã chẳng một ai hay. Tên lạt ma kia chém nhát đao này đã vận kinh lực rất trầm trọng, phang xuống lưng gã, suýt làm gãy đứt mấy rẻ xương xương. Bây giờ vì tiểu bảo hãy còn đau đớn kịch liệt, gã không nhịn được, ngồi tựa vào đống rơm mà rên hừ hừ. Bạch y ni móc lấy một viên tuyết sâm ngọc thiềm hoàn đưa cho A Kha và bảo cô, người mau cho gã uống viên thuốc này đi. A Kha cầm viên thuốc đưa lại cho gã. Vì tiểu bảo vừa rên vừa nói, tại hạ không nhúc nhích được nữa rồi. A à Kha không biết làm thế nào đành cầm viên thuốc nhét vào miệng gã. Vì tiểu bảo nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết đưa tới, gã nuốt vội viên thuốc xuống rồi lập tức đưa môi ra để hôn một cái. A à Kha vội rụt tay về, nhưng cũng bị gã hôn vào lưng bàn tay. Cô không nhịn được bật tiếng la, "Ô hay!" Vì tiểu bảo lại lớn tiếng, "Sư phụ ơi!" mấy tên lạt ma kia miệng vẫn nói như người ta phóng trung tiện chúng bảo chém xuống đầu đệ tử mà lại bổ vào sau lưng bây giờ còn ba tên nữa đệ tử muốn dùng cách sơn Đảng nghiêu thần quyền đấm chết chúng quách đi cho rồi bọn tang kết nghe tiếng lại lùi thêm mấy bước ba tên lạt ma bàn nhỏ với nhau mấy câu rồi đột nhiên bật lửa đốt vào mấy túp cỏ chúng cầm những túp cỏ đang cháy liệng về phía đống rơm có bọn bạch y ni đang ẩn núp. ban đầu ba túp cỏ liệng không chúng đang kết liền đốt một túp nữa chạy lại gần thêm mấy trượng ném ra thật mạnh. Đồng thời hắn vận nội lực vào song trường đánh ra để hộ thân, vì hắn sợ vi tiểu bảo sử dụng thần quyền đánh ra đột ngột. Đoạn hắn tung mình nhảy lùi lại, đống rơm gặp lửa cháy bừng lên, vì tiểu bảo dắt bạch y ni từ trong đống rơm chuồn ra. Gã đảo mắt nhìn quanh thấy mé tây núi đá dường như có một huyệt động. Gã không kịp xem xét kỹ càng, vội nói, a à, kha cô nương mau diều sư phụ tới sơn động kia ẩn lánh tại hạ ngăn cản bọn lạt ma cho gã nói rồi tiến về phía tang kết hai bước la lên tang kết bọn ngươi thật là lớn mật không sợ những môn cách sơn đả nghiêu thần quyền kim cương hộ thể thần công của thiếu gia vậy ngươi là trưởng toán hãy lại đây nếm vài đường quyền của thiếu gia tang kết thấy gã hư trương thanh thế trong lòng ngần ngại không dám xông vào nhưng hắn nghĩ tới việc đoạt kinh sách là khẩn yếu lại mười tên sư đệ đã bị uổng mạng, nếu rút lui thì còn chi là oai danh một đời. Hắn đưa mắt thấy bạch y ni cất bước chậm chạp, lại phải do một tiểu cô nương diêu dắt mới đi được, liền biết bà đã bị trọng thương hay đang mang bệnh. Hắn tự nhủ đây là một cơ hội rất may mắn, chẳng lẽ chỉ có một thằng nhỏ mà mình đánh không lại. Nhưng gã nghĩ tới võ công quái dị của vi tiểu bảo hễ đánh chúng ai là người đó phải chết ngay lập tức, trong lòng lại phân vân không dám cả quyết. Vì tiểu bảo quay đầu nhìn lại thấy Bạch Y Ni và A Kha đã đi gần tới sơn động, gã liền quay ra lớn tiếng hỏi, tang kết, người không dám cùng lão gia tỷ võ thì lão gia cũng xông ra để giết bọn ngươi, sao còn đứng đó mà không trốn chạy. Gã nói câu này là lòi nhược điểm của mình ra, tang kết bụng bảo giả, nếu gã có bản lãnh giết được ta sao không dám xông ra. Gã hô ta chạy trốn là trong lòng có ý khiếp sợ ta rồi. Hắn nghĩ tới đây, nổi lên chàng cười hung ác vung hai tay làm cho những khớp xương trong mình bật tiếng răng rắc, rồi tiến vào thêm hai bước. Vì tiểu bảo la thầm, hỏng hết, phen này ta biết dùng cách gì để giết hắn. Hiện giờ đống rơm đã cháy lớn, lửa sắp bén đến tả áo vi tiểu bảo mà gã chẳng nghĩ ra được ngụy kế gì để hăm dọa đối phương. Gã lẩm bẩm lão ra đành ẩn vào trong sơn động rồi từ từ tính kế. Nghĩ tới việc chuồn vào trong động, gã mừng thầm trong bụng, lại mong cho sơn động tối tăm không thấy gì để gã tiện sờ soạng a à, kha vì tiểu bảo tính toán xong cúi xuống lượm lấy bàn tay của hồ ba âm hiện ở trong tay của một tên lạt ma đã chết đút vào trong bọc gã thấy tang kết tiến lại gần mấy bước liền lớn tiếng hô chỗ này nóng quá lão gia không phát huy thần công đến tột độ được tang kết người có giỏi thì qua bên kia tỷ đấu với lão gia lão gia quyết với người một trận sống chết dứt lời gã không chờ tang kết trả lời đã xoay mình chạy về phía sơn động chuồn vào ẩn lánh. Vì tiểu bảo thấy Bạch Y Ni và A Kha đang ngồi dưới đất. Sơn động này thực ra chỉ là chỗ vách núi lõm vào một chút, không phải là nơi ẩn lánh kín đáo. Sơn động nông truyền nên chẳng tối tăm chi hết, vẫn sáng sủa như bên ngoài. A Kha ngồi sát bên cạnh Bạch Y Ni, dù gã muốn đụng tay đụng chân cũng không thể được. Trước hiện trạng này gã không khỏi thất vọng về cả mọi mặt. Tang kết và hai tên lạt ma từ từ tiến đến trước sơn động, còn cách chừng ba trượng thì dừng lại. Bỗng nghe tang kết hô, bọn chúng đã đi vào tuyệt lộ, không còn đường nào trốn thoát nữa. Anh em chuẩn bị phóng hỏa đi, hai tên lạt ma liền lượm lấy mấy túp rơm đưa cho tang kết. Vì tiểu bảo la lên, hay lắm, ta thử coi người có đốt chết được chúng ta không? Ta e rằng chúng ta chưa chết thì pho tứ thập nhị chương kinh này đã ra cho trước. Tang kết cầm túp rơm đang cháy dơ lên toan liệm vào động, chợt nghe vi tiểu bảo la lối như vậy bụng bảo giả, gã nói thế là phải mình đốt chết ba người chẳng có gì là khó khăn nhưng bộ kinh sách kia bị hủy diệt thì làm sao hắn liền liệng túp rơm cháy đi lớn tiếng hô mau giao bộ kinh sách ra đi phật gia vẫn lấy từ bi làm gốc mở đường sinh lộ cho các ngươi vi tiểu bảo cười lớn người dập đầu binh binh lại sư phụ ta 18 tám lão nhân ra hoài bão tấm lòng từ bi hỉ xả sẽ mở đường sinh lộ cho các ngươi tang kết cả giận lại lượm nắm rơm cháy quăng vào trước cửa đồng. Một làn khói đen dày đặc lùa vào trong động làm cho vi tiểu bào và A Kha chảy nước mắt, nổi cơn ho xù xù. Bạch y hô hấp yếu ớt nên không bị nghẹt thở. Hai tên lạt ma kia thấy biện pháp này đem lại hiệu quả, liền tới tấp liệm thêm rơm vào làm cho làn khói càng thêm dày đặc. Vì tiểu bảo nói, sư thái, bộ kinh sách kia đã chẳng dùng được việc gì nữa thì đưa cho chúng quách để làm kế hoãn, hoãn tướng. A Kha thấy gã nói chật chữ thì sửa lại, làm kế hoãn binh, vì tiểu bảo cãi, bọn chúng có quân đâu mà bảo là hoãn binh, A Kha lại nổi cơn ho sủ sụ, không tranh biện được nữa. Bạch y Nhi đáp cho chúng cũng được, bà đưa kinh sách cho gã, vì tiểu bảo lớn tiếng hô, trong này có một bộ kinh sách, ta liệng vào đống lửa cho cháy phứt đi, để xem các ngươi còn đòi cái gì. Tàng kết nghe nói kinh sách quang ra thì mừng thầm trong bụng hắn sợ gã vứt sách vào đống lửa cháy mất, vội lượm hòn đá lớn liệm vào đống lửa. Kinh lực của tang kết rất mạnh và gieo đá rất chuẩn đích. Đống lửa lập tức bị tảng đá lớn đè lên tắt ngấm. Vì tiểu bảo thấy tang kết liệm hòn đá tới với kinh lực rất mạnh, không khỏi táng đồng kinh hồn nghĩ thầm. Nếu hắn ta liệm tảng đá lớn vào sơn động thì ba người bọn ta phải chết hết. Ta không thể để hắn nảy ra ý đó được. Gã lớn tiếng hô, sư phụ ơi! Đệ tử khuôn những tảng đá lớn này ném chết ba tên Lạt Ma khả ố kia, nên chăng? Sau một lúc làm như gã đã nghe rõ câu trả lời của Bạch Y Ni, liền nói: "Lão nhân gia bảo đệ tử không được giết chết họ ư?" "Hỡi ơi, lão nhân gia là người tu hành, lòng từ bi thật là hiếm có." "Bạch sư phụ, lão nhân gia trách mắng đệ tử giết người nhiều quá, vậy đệ tử xin nghe lời giáo huấn, không dám động thủ một cách bừa bãi nữa." tang kết không hiểu gã hư trương thanh thế, bụng bảo giả, bọn tăng ni ở trung thổ chủ thuyết từ bi một cách giả dối. Họ chuyên giảng giải những điều giới tử, giới sát gì gì, toàn là luận điệu cổ hù. Hắn lớn tiếng rục người liệm kinh sách ra đây mau đi, vì tiểu bảo đã được lắm, gia sư bảo các vị đã thích đọc kinh sách thì đúng là đệ tử của nhà Phật nên truyền cho tại hạ không được sát hại các vị. Gã vừa nói vừa lấy đao chùy thủ cắt bàn tay của hồ ba âm thành mấy miếng bỏ vào trong kinh sách rồi móc trong bọc ra chiếc bình đựng hóa thi phấn đổ một chút lên miếng bàn tay. Vì tiểu bảo quay mình lại không để bạch y ni và A Kha nhìn thấy cử động của mình. Gã nói tiếp, gia sư bảo pho tứ thập nhị chương kinh này lấy được ở trong hoàng cung ở Bắc Kinh, chân quý vô cùng. Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nghe nói trong kinh sách ẩn giấu những điều bí mật rất trọng đại. Sau khi nghiên cứu đến nơi đến chốn người ta có thể khuếch chương Phật giáo này thêm hương thịnh nó còn mầu nhiệm ở chỗ khiến cho mọi người khắp thiên hạ đều tin tưởng vào bồ tát đàn ông sẽ làm hòa thượng hết đàn bà cũng đều thành ni cô những trẻ nít trai làm tiểu hòa thượng hết gái thì làm tiểu ni cô trong khi gã giải thích những mảnh bàn tay dần dần hóa thành nước làm ướt cả kinh sách tang kết nghe nói pho kinh này lấy được từ hoàng cung bên trong ẩn chứa những điều rất trọng đại thì vui sướng không bút nào tả xiết hắn biết luận điệu chấn hưng Phật Pháp không phải là sự thực, mà chỉ sợ vi tiểu bảo nói ngăn nói cản để kéo dài thời gian, chứ không chịu liệm kinh ra. Hắn liền đáp nếu trong kinh có những điều làm cho Phật Pháp hưng thịnh, khuếch trương bản giáo thì còn gì hay bằng. Vì tiểu bảo lại nói, gia sư đã suy nghĩ mấy ngày mà không tìm ra được những điều huyền diệu. Bây giờ lão nhân gia bảo giao kinh sách này cho Đại Lạt mang nghiên cứu nếu tìm ra được những điều bí ẩn thì Đại Lạt Ma đem phổ biến khắp các chùa chiền trong thiên hạ, chứ đừng nghĩ chuyện riêng tư chỉ chấn hưng một Lạt Ma giáo của các vị. Đại Lạt Ma có ưng thuận không? Tang kết cười đáp dĩ nhiên là ta ưng chịu. Vì tiểu bảo nói, trường hợp mà Đại Lạt Ma nghiên cứu không hiểu thì đem lên chùa Thiếu Lâm cho mấy vị hòa thượng nghiên cứu. Nếu các vị hòa thượng của chùa Thiếu Lâm cũng nghĩ không ra thì đem lên giao cho chùa Thanh Lương ở trên ngũ Đài Sơn các nhà sư chùa Thanh Lương cũng nghiên cứu không nổi thì sẽ đưa đến chùa Báo Ân ở Dương Châu. Cứ cách đó mà truyền giao đi mãi kỳ cho đến khi hiểu rõ điều bí mật trong kinh sách mới thôi. Tang kết đáp hay lắm, bẩn tăng nhất định làm cho đến nơi đến chốn. Hắn cười thầm trong bụng, mụ ni cô nệ yên trí trong kinh sách chỉ chứa những điều bí ẩn về Phật Pháp. May mà mụ chưa hiểu rõ chân tướng, không thì chẳng khi nào mụ chịu đưa kinh sách một cách kinh xuất vì tiểu bảo lại nói gia sư còn bảo sau khi đại lạt mang nghiên cứu nếu muốn niệm kinh thêm thì lại tìm đến lão nhân gia ở đây còn nhiều kinh sách rất quý như pháp hoa kinh kim cương kinh bát nhã ba la mật tâm kinh lục độ vô cực kinh khổng tước minh vương kinh văn thủ hối quá kinh phổ hiền đà la kinh gã kể một chàng dài hai mươi mấy tên kinh sách những tên kinh này gã đã được nghe người ta nhắc tới nhiều lần khi còn ở chùa Thiếu Lâm và chùa Thanh Lương. Tang kết nóng ruột không nhẫn nại được, đứng dậy đã, phải rồi, bần tăng niệm hết pho sách này sẽ tìm tới lệnh sư để mượn pho khác. Vì tiểu bảo thấy huyết nhục những mảnh bàn tay đã tiêu hóa hết. Nước vàng thấm ướt cả kinh sách ra bên ngoài, gã liền chuột bít tất sỏ vào bàn tay, cầm lấy cuốn kinh sách liệm ra, miệng hô, tứ thập nhị trương kinh đây này tang kết cả mừng vọt về phía trước vươn tay toan chộp lấy chợt hắn nghĩ thầm pho kinh này chân quý vô giá khi nào họ chịu đưa cho ta một cách khinh suất phải chăng còn có điều chi giả dối e rằng thằng lỏi kia thừa cơ lúc ta cúi xuống lượm sách gã sẽ phóng âm khi tới tang kết còn đang ngần ngừ hai tên lạt ma kia đã lượm pho sách lên hỏi sư huynh có phải pho kinh này không tang kết đáp người đem qua bên kia coi kỹ lại đừng để mắc bẫy gã lấy phải bộ kinh giả. Hai tên lạt ma đồng thanh, phải rồi, sư huynh nghĩ vậy thật là chu đáo, không để chúng bịt mắt mình. Ba người lùi ra xa mấy trượng mới mở bọc sách ra coi. tang kết nói, kinh sách ướt cả rồi, phải lật rất thong thả và nhẹ nhàng, đừng để rách giấy, xem chừng bộ kinh sách này là đồ thật, quả đúng như lời người ta nói. Hồi 124, Hòe Thụ Bình Quần Hùng Tụ Hội, một tên lạt ma lên tiếng, Đại Sư Huynh, phải rồi đúng là pho sách đó vì tiểu bảo nghe bọn chúng lớn tiếng trò chuyện với nhau tuy gã không hiểu tạm ngữ nhưng cũng cảm thấy giọng nói của chúng ra chiều hoan hỉ gã liền lớn tiếng hỏi ô kìa trên mặt các vị sao lại có mấy con ngô công hai tên lạt ma giật mình đưa tay lên sờ mặt thì chẳng thấy có thứ côn trùng gì hết liền cất tiếng thóa mà thằng quỷ con kia sao ngươi lại nói nhăng nói càng tàng kết giày công hàm dưỡng định lực hơn người hắn nghe vi tiểu bảo la lối, nhưng chẳng thấy trên mặt có sâu bọ động đậy, không dễ mắc lừa, vẫn tiếp tục chú ý coi kinh sách. Vi tiểu bảo lại la lên, trời ơi, mười mấy con rết chui vào trong cổ áo bọn họ rồi. Lần này thì hai tên lạt ma kia cũng không mắc hờm. Một tên cười nói, gã tiểu quỷ thấy bọn ta lấy mất kinh sách, gã chẳng cam tâm mới tìm câu cổ quái giật ngân để lừa gạt ta. Còn tên nữa bỗng cảm thấy trên cổ ngư ngấy khó chịu, hắn giơ tay lên gãi sồn sột, nhưng vừa gãi được mấy cái thì đột nhiên mười đầu ngón tay cũng phát ngứa không chịu nổi. Hắn phải hạ tay xuống để gãi, lúc này tang kết và tên lạt ma kia cũng cảm thấy ngón tay phát ngứa. Ban đầu chúng không để ý, nhưng sau một lát, cơn ngứa trở nên dữ dội. Chúng không nhẫn nại đờ si nữa liền giơ tay lên coi thì thấy mười đầu ngón tay đều rỉ ra nước vàng. Cả ba tên lạt ma bất giác la hoảng, lạ quá, lạ quá vụ này là thế nào đây? Hai tên lạt ma kia bây giờ cũng thấy trên mặt ngứa ngáy cực kỳ khó chịu. Chúng liền đưa tay lên gãi, ngờ đâu càng gãi càng ngứa thêm, chỉ trong khoảnh khắc, mặt chúng cũng ứa nước vàng. tang kết đột nhiên tỉnh mộ la lớn, úi thế nguy đến nơi rồi, pho kinh sách đã tầm chất độc, đoạn hắn liệm mạnh pho sách xuống đất, bỗng hắn nhìn thấy gan bàn tay mình nổi lên những hạt nước vàng như giọt mồ hôi. Hắn sợ quá liền sát bàn tay xuống đất mấy cái. Tang Kết quay sang ngó hai tên sư đệ thì chỉ thấy chúng đang giơ tay lên cào mặt rất khủng khiếp. Khắp mặt đầy vết máu, nên biết vì tiểu bảo đã lấy được bình hóa thi phấn của Hải Đại Phú. Thuốc tán này lợi hại phi thường, nó dính vào da thịt nguyên vẹn thì không sao, nhưng bất hạnh gặp một giọt máu là huyết dịch liền hóa thành nước vàng, loang ra rất mau làm giữa da nát thịt. Nước vàng này như vết dầu loang mau lẻ vô cùng chẳng khác gì một tia lửa đủ thiêu dụi cả một khu rừng cỏ thành cho tàn. Hóa thai phấn gặp máu còn biến thành chất độc, có thể nói là một chất độc ghê gớm nhất thiên hạ. Lạ một điều, chất độc đó chỉ công hiệu bên ngoài, còn nuốt vào bụng lại không hề gì. Độc dược này đầu tiên xuất phát từ bên Tây Vực truyền sang. Theo lời truyền thuyết thì nhân vật sáng chế ra nó là một quái kiệt võ lâm về đời tống tên gọi là Âu Dương Phong hóa thây phấn chế bằng độc dịch của mười mấy thứ rắn độc trùng độc chất độc nguồn gốc đã thành rồi sao không phải chế biến gì thêm nữa chỉ cần đem thứ nước vàng do thịt máu biến ra phơi khô là thành thi độc phấn hai tên lạt ma gãi mặt đến chảy máu chỉ trong khoảnh khắc mặt chúng đầm đìa nước vàng chúng lớn tiếng kêu gào vừa đau đớn và ngứa ngáy khổ sở vô cùng nằm lăn lộn dưới đất tang kết may ở chỗ chưa đưa tay lên gãi mặt cái nào nhưng hai bàn tay ngứa ngáy một cách kỳ quái, tựa hồ ngứa vào đến xương tùy. Hắn liền cởi áo ngoài ra bọc lấy pho kinh sách cắp vào dưới nách rồi chạy đi như bay. Hắn nóng nảy đi tìm nước để rửa sạch chất độc ở bàn tay. Hai tên lạt ma vừa đau đớn vừa ngứa ngáy thành ra thần chí hồ đồ. Chúng cất đầu lên đập loạn vào đá núi mấy cái rồi ngất đi. Bạch Ini cũng A à Kha thấy tình trạng này đều kinh hãi vô cùng vì tiểu bảo chỉ biết hóa thi phấn có thể tiêu hóa xác chết. Gã chưa thử thứ phấn này với người sống bao giờ. Trong lúc nguy cấp, gã dùng phấn để thử coi, không ngờ cuộc thử thách lại thành công. May ở chỗ gã còn giữ cái bàn tay đã chặt đứt của hô ba âm để dùng làm dẫn tuyến. Nếu chỉ rắc hóa thi phấn vào pho sách thì thành ra vô dụng. Vì tiểu bảo thấy tang kết chạy ra rồi, hai tên lạt ma kia cũng ngất xỉu, vội từ sơn động đi ra gã rút dao trùy thủ toàn đâm mỗi tên mấy nhát cho chết hẳn để khỏi lo gì nữa. Nhưng khi đến gần thì thấy ra mặt hai tên lạt ma đã dựa nát thỏ xương, không cần phải động thù. Một lát sau thi thể cả hai tên lạt ma biến thành hai vũng nước vàng. Vì tiểu bảo cất đao trùy thủ đi, tiến đến bên trịnh khắc sảng, vừa cười vừa hỏi gã. Trịnh công tử, môn yêu pháp này của tại hạ linh nghiệm phi thường. Công tử có muốn nếm mùi một chút chăng? Trịnh khắc sảng giật mình kinh hãi vội nhảy lùi lại phía sau. Gã khiếp sợ la hoàng, ngươi, ngươi đừng đến gần ta. Gã sợ quá, hai hàm răng run cầm cập, liếu cả lưỡi lại, ấp úng mãi không nói nên lời. A à Kha tức giận quát hỏi, tiểu bảo, ngươi, ngươi định giờ cho gì vậy? Vì tiểu bảo cười đáp, tại hạ bất quá muốn hăm dọa y một chút mà chơi. Cô nương làm gì mà phải dối lên thế? A à Kha tức giận lớn tiếng, ta không muốn ngươi ham dọa y. Vì tiểu bảo cười nói, cô nương sợ tại hạ hăm dọa làm cho y ba hồn bảy vía lên mây phải không a à, kha hỏi tự nhiên sao vô cớ ngươi lại hăm dọa người ta làm chi vì tiểu bảo vẫy tay nói cô nương hãy qua đâu mà coi a à, kha đáp ta không thèm coi tùy miệng cô nói thế nhưng trong lòng lại nổi tính hiếu kỳ cô từ từ tiến lại cúi xuống coi bất giác giật bắn mình thét lên lanh lành Cô thấy da thịt trên mặt và môi miệng hai tên lạt ma đã giữa nát hết biến thành một cái đầu lâu trắng hiếu. Nhưng mái tóc và da thịt từ cổ trở xuống còn nguyên vẹn chưa tiêu. Có lẽ trong đời cô chưa từng ngó thấy hiện tượng nào khủng khiếp như vậy. A Kha sợ qua ngã ngửa về phía sau. Vì tiểu bảo vội đưa tay ra đỡ lấy, miệng nói. Cô nương đừng sợ, đừng sợ. A Kha tỉnh lại thét lên. Cô chạy về sơn động thở hồng hộc nói. Sư phụ, sư phụ, gã gã làm cho hai tên lạt ma biến thành yêu quái. Bạch Y Ni đoán biết Vi Tiểu Bảo đã tẩm chất kịch độc vào kinh sách để bọn lạt ma đụng vào là mất mạng. Bà thấy Vi Tiểu Bảo cười hề hề tiến lại, liền thở phào một cái nói, nếu không nhờ con người thông minh cơ trí thì bữa nay ta phải mất mạng về tay địch thủ rồi. Ta có chết cũng chẳng cần gì, nhưng còn sợ bị chúng làm nhục nữa. Vì tự vệ mà phải giết người, đó là tình trạng bất đắc dĩ, người bất tất phải quan tâm vì tiểu bảo trở lại nét mặt nghiêm trang đáp dạ bạch y nhi lại nói thủ pháp hiểm độc tàn nhẫn này không phải là hành vi của bọn đệ tử trong các danh môn trinh phái vậy trừ phi gặp trường hợp nguy cấp cần đối phó với gian nhân từ nay trở đi ngươi đừng sử dụng tà thuật một cách bừa bãi vì tiểu bảo dạ một tiếng rồi đã bữa nay là lần đầu tiên đệ tử dùng tới biện pháp này sự thực chỉ vì võ công của đệ tử kém cỏi quá chẳng thể tỷ đấu với chúng một cách quanh minh lỗi lạc đệ tử cũng biết rằng bậc đại trượng phu thắng phải cho vẻ vang, bại cũng phải đường hoàng, đâu có thể sử dụng thủ đoạn đê tiện được. Bạch Y Ni chú ý nhìn gã hồi lâu rồi hỏi, người ở chùa Thiếu Lâm và chùa Thanh Lương bấy lâu, chẳng lẽ những vị cao tăng không truyền thụ võ công cho ư? Vì tiểu bảo đã kể ra đệ tử cũng học được một ít công phu, nhưng đáng tiếc là không luyện đúng theo phương pháp. Đệ tử chỉ học những cái vỏ ngoài về chiêu thức mà không rèn luyện nội công bạch y ni liếc mắt nhìn a kha hỏi tiếp tại sao vậy vì tiểu bảo đáp vì thì giờ gấp rút nên không luyện kịp bạch y ni lại hỏi tại sao không kịp luyện vì tiểu bảo đáp đệ tử mạo phạm đến a kha cô nương cô theo dõi đệ tử để giết đi cho hà giận vì thì giờ cấp bách đệ tử đành học cầu thả vài chiêu để phòng thân bạch y ni gật đầu hỏi vừa rồi khi ngươi nói chuyện với bọn lạt ma kia miệng không ngớt hô ta làm sư phụ là có ý gì vì tiểu bảo đỏ mặt lên chưa kịp trả lời, A Kha đã nói ngay, sư phụ, vì trong lòng gã mưu tính chuyện tồi bại nên muốn bái lão nhân ra làm sư phụ. Bạch Y Ni mỉm cười nói, dù gã muốn bái ta làm sư phụ cũng không thể kể là ý nghiệp đồi bại được. A Kha vội nói, không phải thế đâu, cô biết vì tiểu bảo muốn bái Bạch Y Ni làm sư phụ chẳng phải vì muốn rèn luyện võ công mà cốt ý đề xuất này lần quẩn bên cô, nhưng cô không tiện nói ra. Bạch Ini nhìn Vi Tiểu Bảo nói, người kêu ta hàng nửa ngày bằng sư phụ, ta không thể để cách xưng hô như vậy thành vô nghĩa. Vi Tiểu Bảo mừng quính, quỳ mọp xuống, gã kính cẩn dập đầu tám lầy, lớn tiếng hô, sư phụ, Bạch Y ni mỉm cười nói, người đã làm môn đồ của ta thì phải giữ cho có mực thước, không được cản rỡ. Vi Tiểu Bảo đáp, giả dạ, giả, dạ, đệ tử chỉ cản rỡ đối với kẻ tồi bại, còn xử sự, sự với hảo nhân bao giờ cũng giữ mực thước hẳn hoi a kha nhìn gã nhăn mặt lè lưỡi trong lòng cô tức giận vô cũng bụng bảo giả tên tiểu ác nhân này bái lão nhân ra làm sư phụ thì từ nay ta không thể giết gã được suốt đời gã quấn quýt bên mình đuổi không chạy đá không đi thật là điên đồng chuyến này bạch y ni trước bị sáu tên lâm vây đánh nếu bà không được vi tiểu bảo giải cứu tất nhiên đã chết rồi sau bọn tang kết bầy người rượt tới bà chỉ còn đường bó tay chịu trói tình thế càng nguy hiểm hơn tuy bà đã lớn tuổi song tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nếu bà lọt vào tay bọn lạt ma tất không tránh khỏi bị chúng làm ô nhục may nhờ vi tiểu bảo quỷ kế đa đoan chưa diệt được hết gã bảo toàn tánh mạng cũng tiết tháo cho bà nên lòng bà cảm kích không bút nào tả xiết bạch y ni lại thấy vi tiểu bảo tha thiết muốn bái bà làm sư phụ nên bà ưng chịu ngay bà cho là những đứa trẻ nít tinh nghịch là thường Chẳng có gì đáng quan tâm. Bà định sẽ gắng công hôn đúc và cảm hóa cho gã thành một tay đại hiệp lừng lẫy giang hồ. Chiếu theo lề luật võ lâm, vì tiểu bào đã là môn hạ của Trần Cận Nam. Nếu không được sư phụ ưng thuận thì nhất thiết chẳng thể gia nhập môn phái nào khác. Nhưng gã tuyệt nhiên chẳng hiểu lề luật võ lâm thế nào. Dù cho gã có biết thì lúc này gã chẳng đếm xỉa gì đến. Gã đã được bạch y ni bằng lòng tu nạp và môn hạ là có cơ hội kề cận A-Kha tuyệt đích của gã là ở chỗ đó dù vua khang hy có đổi cho gã làm hoàng đế gã cũng không màng vì tiểu bảo đối với nghề luyện võ rất biếng nhác sư phụ đã truyền cho gã một cuốn đồ phổ tuy gã luôn để bên mình nhưng ban đầu gã đem ra nghiên cứu rèn luyện mấy lần gặp phải chỗ khó khăn gã liền bỏ xó không ngó tới nữa bây giờ gã nghĩ tới chuyện đi theo bạch y ni luyện võ biết là gã sẽ gặp nhiều chuyện khó khăn đến phải nhức đầu đau óc nhưng gã chỉ hy vọng được kề cận a kha thì dù cực nhọc đến đâu gã cũng cam lòng sau khi dập đầu la hu tám lại làm lễ bái sư vì tiểu bảo sung sướng như mở cờ trong bụng tưởng chừng vớ được món bảo bối từ trên trời rơi xuống bạch kinh ni thấy gã vui mừng hớn hở lại cho là gã trong lòng thỏa mãn vì gặp được minh sư và từ đây có thể rèn luyện thành môn võ công thượng thăng của mình giả tỷ bà trông rõ gan ruột gã thì e rằng bà phải đá gã một cái cho lộn đi mấy vòng bạch y ni thu vi tiểu bảo vào môn hạ rồi liền lập tức cho gã bắt đầu rèn luyện a kha cực lực ngăn cản nhưng bạch y ni cho là đại phàm con gái đem lòng thù hận ai là cố ý ngăn trở nên làm khó dễ cho vi tiểu bảo bà chẳng lý gì đến cô a kha dịu mặt bĩu môi sư phụ ơi sư phụ thử coi gã hí hửng như thế kia là đủ biết gã có tả tâm đến cực điểm vì tiểu bảo cãi, tại hạ được sùng bái một vị thần ni võ công và bậc nhất đương thời làm sư phụ, dĩ nhiên trong lòng cao hứng không bút nào tả xiết, nên mới lộ ra ngoài mặt. Bạch y ni mỉm cười nói, ta chẳng phải võ công đệ nhất đương thời, ngươi đừng ăn nói hồ đồ. Này ngươi đã là môn hạ của ta thì cần phải biết pháp danh của sư phụ. Pháp danh ta là cửu nạn, môn phái ta kêu bằng thiết kiếm môn. Sư tổ là một vị đạo nhân, đạo hiệu là mục tang đã qua đời. Ta tuy là Nico nhưng võ công thuộc dòng đạo này. Vì tiểu bảo đáp giả, dạ, đệ tử ghi nhớ rồi. Bạch y ni cửu nạn lại hỏi A Kha, A Kha, giữa người và gã ai lớn hơn ai? A Kha nói, dĩ nhiên đệ tử lớn hơn gã. Vì tiểu bảo cãi, đệ tử lớn hơn y, cửu nạn gạt đi. Được rồi, hai người bất tất phải tranh chấp. Kẻ nhập môn trước được làm anh chị. Từ nay các ngươi không được gọi nhau là A Kha cô nương. Hay, tiểu ác nhân, mà phải hô nhau là, Trần Sư Tỷ, và, Vi Sư Đệ. Vì tiểu bảo liền lớn tiếng hô, Trần Sư Tỷ, A Kha, hứ, một tiếng, nhưng ở trước mặt sư phụ, cô không dám thoá mạ, chỉ đưa lòng trắng mắt ra nguyết gã một cái. Cửu nạn nói, A Kha, những chuyện nhỏ nhặt đã qua, từ nay ngươi đừng để tâm nữa. Chuyến này tiểu bảo có công cứu viện ta và ngươi thì dù gã có lỗi lầm với ngươi từ trước, cũng thừa chuộc tội rồi bà nói tới đây nhẹ buông tiếng thở dài nghĩ bụng thằng nhỏ này rất thông minh lanh lợi đáng tiếc là từ tuổi nhỏ gã bất hạnh phải làm một tên thái giám trong lòng xoay chuyển ý nghĩ bà nói trước kia tiểu bào bị người ta khinh khi lấn át lại bắt buộc phải làm thái giám ngươi là sư tỷ nên thương gã cô đơn khổ sở mà chiếu cố cho gã mới được từ nay các ngươi đừng phân biệt nam nữ và đừng úy kỵ thì công việc rèn luyện võ nghệ lại càng tiện lợi có điều việc này hai người không nên nói ra ngoài. A Kha vâng lời. Cô nghĩ tới vì Tiểu Bảo đã là thái giám thì những điều gã vô lễ với mình từ trước cũng không quan hệ gì lắm. Nỗi tức bực trong lòng cô với vì Tiểu Bảo giảm đi rất nhiều. A Kha quay ra hỏi Trịnh Khắc Sảng, Trịnh công tử, công tử bị thương rồi ư? Trịnh Khắc Sảng tập tĩnh bước lại đáp, không hề gì, chỉ bị bong gân một chút mà thôi. Nhưng hắn nghĩ tới những điều khoác lác lúc trước nói là thừa sức đối phó với mấy tên lạt ma mà khi lâm trận lại bị thảm bại phải y vào một thằng nhỏ đẩy lui bên địch hắn không khỏi muôn phần hổ thẹn a à kha hỏi cửu nạn sư phụ ơi chúng ta làm gì bây giờ có đến phủ hà gian nữa không cửu nạn trầm ngâm một chút rồi đáp đến phủ hà gian để coi vụ này cũng hay có điều phải đề phòng tang kết quay trở lại vì hiện giờ ta chưa hành động thuận tiện vì tiểu bảo nói sư phụ cùng các vị hãy ngồi trên đống cỏ nghỉ một lát đệ tử đi kiếm cỗ xe lớn, vì tiểu bảo ra đi trong khoảnh khắc trở về, gã không tìm được xe ngựa, đành vào nhà nông mua một cỗ xe bò, mời bọn cửu nạn ba người lên xe rồi cho xe từ từ chạy đi. May mà tang kết không trở lại, mọi người ngồi xe bò đi tới một thị trấn nhỏ, vì tiểu bảo bán xe bò đi, mướn hai cỗ xe ngựa lớn, dọc đường không có chuyện gì xảy ra, sau hai ngày, xe ngựa đi tới phủ Hà Gian cửu nạn đã uống tuyết sâm ngọc thiềm hoàn nên nội thương rất mau lành. Tối hôm ấy mọi người vào quán trọ rồi, trịnh khắc sảng liền ra ngoài nghe tin tức, sau hai giờ gã buồn bã trở về nói là đã đi dò hỏi mà trong thành không ai biết việc, sát quỷ đại hội, cửu nạn hỏi, té ra cuộc, sát quỷ đại hội, mới chỉ có tin đồn. Công tử lượm được tin này ở đâu? Trịnh Khắc Sảng đáp, phụ vương của Tại Hạ đã nhận được thơ của Lưỡng Hà Đại Hiệp là Phùng Bất Phá và Phùng Bất Tồi đưa tới Đài Loan xin ra phủ phái người đến chủ tọa cuộc, sát quỷ đại hội. Trong thơ lại nói rõ đại hội sẽ cử hành tại Phủ Hà Gian vào ngày rằm tháng này, tức là chỉ còn bốn bữa nữa. Cửu nạn gật đầu đáp, Phùng Thị Huynh Đệ ư, họ là người phái Hoa Sơn, bà ngừng đầu nhìn ra cửa sổ tựa hồ để nhớ lại những chuyện ngày trước. Trịnh khắc sảng nói tiếp, phụ vương sai tại hạ dẫn bọn tùy tùng đến đây và yên trí anh em họ phùng phái người ra nghênh tiếp. Nào ngờ, nào ngờ, hư, gã nói tới đây sắc mặt đầy vẻ tức giận. Cửu nạn nói, không chừng bọn thát đát hay tin này nên anh em họ phùng thấy động mà phải thay đổi ngay giờ cùng địa điểm. Trịnh khắc sảng nói, dù có thế nữa thì họ cũng cần báo tin cho tại hạ biết mới phải. Hai người đang nói chuyện bỗng thấy điếm tiểu nhị đến đứng ngoài cửa nói, trịnh khách quan bên ngoài có người xin ra mắt khách quan đó. Trịnh khắc sảng cả mừng hối hả chạy ra. Sau một lúc gã hí hửng quay trở vào nói, anh em họ phùng thân hành đến đây xin lỗi tại hạ. Bọn họ nói là có biết tại hạ đem theo hai chục người. Mấy bữa nay họ vẫn chờ đợi ngoài thành để nghênh tiếc. Nào ngờ chúng ta đến đây một cách êm thấm, quỷ thần cũng không hay biết. Hiện gã đã bày tiệc lớn gọi là tiệc tẩy trần để thiết đãi tại hạ. Vậy chúng ta cùng đi cả cho vui cửu nạn lắc đầu đáp một mình công tử đi thôi và đừng có nhắc gì tới bẩn ni cũng đến đây. Trịnh khắc sảng cụt hướng nói, sư thái không ưa nhộn nhịp thì thôi, vậy mời Trần cô nương cùng vi huynh đệ cùng đi với tại hạ. Cửu nạn đáp, bọn chúng cũng không nên đi, hãy chờ đến ngày đại hội chúng ta sẽ tới dự hết là được. Đêm hôm ấy trịnh khắc sảng rượu say ngất ngường về quán trọ. Đến nửa đêm hơn hai chục tên thủ hạ tùy tùng của gã cũng tìm vào khách điếm tên nào tên ấy đều tay chân băng bó coi rất chướng mắt sáng hôm sau trịnh khắc sảng thuật lại tình hình bữa tiệc đêm qua cho cửu nạn a kha và vi tiểu bảo nghe gã còn khoe anh em họ phùng rất kính trọng gã mời gã lên ngồi thủ vị và không mất tuyên dương công cuộc dựng cơ khởi nghĩa của họ trịnh ở đài loan để chống nhà mãn thanh cửu nạn hỏi những nhân vật nào đến phó hội trịnh khắc sảng hàm hồ đáp người tới tham dự đông quá còn mấy bữa nữa họ sẽ lục tục đến nữa Cuộc đại hội khai diễn vào nửa đêm hôm rằm sắp tới tại Hoè Thụ Bình ở phía Tây Thành, cách đây 18 dặm. Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp, sở dĩ phải khai hội vào lúc nửa đêm là để phòng ngừa tai mắt nhà mãn thanh. Thực ra anh em họ Phùng đã quá cẩn thận. Hiện thời rất đông anh hùng hào hán ở đây thì dù đại đội binh mã nhà thanh có kéo đến cũng bị đánh cho tan tành. Cửu nạn chỉ muốn biết trong quần hùng có những nhân vật nào tới tham dự đại hỏi. Nhưng bà hỏi lại, trịnh khắc sảng không trả lời được gã nói quanh cử tỏa có đến mấy trăm người mấy chục nhân vật đầu não đều đến trước mặt tại hạ dâng rượu kính mừng phụ vương của tại hạ bọn họ đã bảo môn phái cùng tính danh nhưng trong lúc bận rộn tại hạ không nhớ được vì quá nhiều người cửu nạn không nói gì nữa bà buồn rầu nghĩ thầm anh chàng trịnh công tử này chỉ tốt cái mã bề ngoài mà chẳng có tài năng gì chỉ còn trông mong vào ca ca của gã hoặc giả có tinh minh mẫn cán phần nào chăng nếu không thì họ trịnh hết người kế nghiệp xứng đáng. Cửu nạn ở khách điếm nghỉ ngơi mấy bữa, thương thế của bà đã hoàn toàn lành mạnh. Bà bó buộc A Kha cùng Vi Tiểu Bảo không cho ra ngoài đi lăng nhăng để tránh gặp mặt nhân vật võ lâm có thể xảy ra chuyện phiền phức. Trịnh khắc sáng sáng sớm ra đi, nửa đêm mới trở về. Ngày nào gã cũng có hào hiệp giang hồ thết yến khoản đãi. Đến tối hôm rằm cửu nạn mặc bộ quần áo của Vi Tiểu Bảo mua cho để hóa trang là một phụ nhân đứng tuổi đầu bà bịt khăn đen, mặt bôi phấn vàng, cặp lông mày vẽ cho chênh trách rủ xuống. Không ai nhận ra bà nữa, vì Tiểu Bảo và A Kha cũng giả dạng là một thiếu niên và một thiếu nữ tầm thương. Trịnh khắc sảng mặc áo bảo gấm, bỏ bím tóc đi. Đúng là y quan của Bậc Vương, công của Minh Triều. Gương mặt cũng phục sức của gã coi rất bảnh. Cửu nạn lâu nay không được ngó tới xiêm y của nhà Đại Minh, bây giờ bà coi sắc phục của Trịnh khắc sảng trong lòng vừa hoan hỉ vừa cảm khái. A à Kha thấy gã khác nào cây ngọc trước gió, cô cũng dạo rực tâm hồn. Chỉ có Vi tiểu bảo thấy mình kém cỏi là rùa ngầm 18 đời quan chó đẻ. Đến canh một, bọn tùy tùng của Diêm Bình Vương phủ đầy một cỗ xe, trong có bốn người ngồi đến tham dự đại hội ở Hòa Thụ Bình. Hòa Thụ Bình là một khu đất bằng phẳng, xung quanh núi non bao bọc đây là nơi dùng làm sân khấu biểu diễn các môn trong những ngày dân làng mở hội. Hồi 125, quần hùng mở đại hội trừ gian, trên hòe thụ bình đã người ngồi đông đặc, trịnh khắc sảng vừa tới nơi, bốn mặt đã nổi tiếng hoan hô như sấm dậy. Mấy chục người chạy ra đón tiếp gã vào ngồi giữa, cửu nản cùng A Kha và Vi Tiểu Bảo ra ngồi dưới gốc cây hòe tận ngoài xa. Hiện thời cả bốn mặt đông, Tây, Nam, Bắc lục tục vẫn còn người kéo đến mỗi lúc một đông vì tiểu bảo nghĩ thầm tên gian tặc ngô tam quế gây nên nhiều cửu hận thiên địa hội chúng ta đã đánh cược với mộc vương phủ xem ai trừ diệt được hắn trước nhưng tên khốn kiếp này có đến hàng ngàn hàng vạn kẻ thù không khéo người ta hạ thủ trước mắt thì cả thiên địa hội lẫn mộc vương phủ đều thua hết vầng trăng tỏ dần dần lên đỉnh đồng một lão già thân hình cao lớn dầu tóc bạc phơ đứng giữa thảo bình chắp tay nói thưa các vị anh hùng tại hạ là phùng nan địch xin kính chào liệt vị quần hùng đứng lên đồng thanh nói phùng lão anh hùng mạnh giỏi cửu nạn khẽ bảo a kha và vi tiểu bảo lão là phụ thân của anh em họ phùng bà nhớ lại 20 năm trước đã có cơ duyên gặp mặt lão một lần ở trên đỉnh núi hoa sơn thuở ấy bà lấy tên là a cửu để hội họp với các hào sĩ giang hồ và bà còn là một cô gái mười mấy tuổi ngày nay nước mất nhà tan nhân sự chẳng còn gì như trước bà không khỏi buông tiếng thở dài, trong lòng xiết bao cảm khái. Bất giác miệng lầm bẩm ngày trước Phùng Nam Địch là một vị thiếu niên anh hùng mà nay đã thành hạng già nua tuổi tác. Sư tổ của y là Mục Nhân Thanh, sư phụ y là Sương Bút Thiết Toán Bàn Huỳnh chân chắc bây giờ không còn sống ở thế gian nữa. Rồi bà tự hỏi, sư thúc y là viên thừa chí hiện thời ra sao? Còn sống hay là đã chết rồi? Nguyên bà với nhân vật này có mối tương quan ghi tâm khắc cốt nhưng tới nay đã ngoài hai chục năm bà không nhận được tin tức gì về lão sau khi cửu nạn xuất gia mười mấy năm trời lòng bà phẳng lặng như nước hồ thu đêm nay chợt nhìn thấy cố nhân muôn ngàn mối suy tư lại nhộn lên trong đầu óc bà vì tiểu bảo thấy cặp mắt cửu nạn long lanh ngấn lệ gã nghĩ thầm sư phụ ta ngó thấy lão phùng kia không hiểu vì lẽ gì mà lão nhân ra muốn khóc chẳng lẽ lão là nhân tình cũ của người rồi gã tự nhủ, Phùng Thị huynh đệ là con trai của lão ư, coi thái độ của sư phụ thì dường như lão nhân gia hãy còn như mối tình cũ kỹ. Hay là ta tìm cách tác hợp cho hai bên để, cái gì vỡ lại lành. Người ta thường nói, gương vỡ lại lành, để ví đôi vợ chồng cách biệt lâu ngày lại được trùng phùng, nhưng vi tiểu bảo chỉ nhớ lõm bõm, nên gã nói như vậy. Lại nghe Phùng Nan Địch cất tiếng oang oang, thưa các vị bằng hữu, bữa nay chúng ta tụ hội ở đây, ai nấy đều biết là để mưu đồ đại sự. Giang Sơn gấm vóc của nhà đại minh bị quân thắt đát chiếm cứ. Kẻ đầu tội làm điều thập ác đáng phải phanh thây là. Lão nói tới đây, quần hùng bốn phía đồng thanh la lớn, ngô tam quế, tiếp theo những tiếng lạ ó nổi lên. Người thì hô, quân chó đẻ, người lại la, phường khốn kiếp, kẻ lại thoá mạ, tổ tôn 18 đời nhà hắn. Quần hùng thoá mạ một lúc rồi dừng hẳn lại, đột nhiên có tiếng trẻ nít la lớn, ta nguyền rủa con bà tổ tôn 19 đời nhà hắn. Người ta chỉ nguyền rủa tổ tôn 18 đời, mà gã này tăng thêm một đời thành 19 đời, khiến cho quần hào đang căm tức không khỏi nổi lên chàng cười rô. Người thoá mã câu sau cùng chính là vi tiểu bảo. A Kha nổi giận hỏi, sao ngươi lại buông lời thoá mã khó nghe như thế? Vì tiểu bảo đáp quần hùng đều thoá mã, chẳng lẽ tiểu đệ không được thoá mã một câu ư? A Kha nói, người ta thoá mã khác, đâu có khó nghe như ngươi. Gã không nói gì nữa, nhưng miệng lẩm bẩm dù ta có thoá mà khó nghe gấp 10 lần thì đã sao? Phùng nan địch lại nói, toàn thể mọi người đều nghiến răng căm giận tên hán ra đó. Thậm chí vị tiểu huynh đệ kia tuy còn nhỏ tuổi cũng không nhịn được, những muốn ăn tươi nuốt sống, lột ra dóc xương. Mục đích của cuộc đại hội hôm nay là để thương nghị tìm ra kế hoạch đẳng trừ diệt tên đại gian tặc ngô tam quế. Quần hùng liền thì nhau hiến kế người thì bảo, chúng ta kéo đến Vân Nam đánh dốc và phủ bình Tây Vương giết hết cả nhà ngô tam quế không để cho một mống sống sót. Kẻ lại nói, ngô tặc dưới trướng có nhiều binh mã, dàn trận đánh không được, dùng cách ám sát hay hơn. Lại có người nói, nếu chỉ chặt một đao cho hắn chết tươi hóa ra làm phúc cho hắn ư. Sao bằng khoét mắt, chặt tay, để hắn phải chịu cực hình. Lại có người bàn, chúng ta dùng độc dược cực kỳ lợi hại, khiến cho toàn thân hắn phải giữa nát còn bao nhiêu kế hoạch vẫn tiếp tục đưa không ngớt. Một phụ nữ áo đen đứng dậy nói, hay hơn hết là đem cả nhà Ngô Tam Quế từ già trí trẻ giết hết đi, chỉ để sống một mình hắn, cho hắn biết mùi đau khổ về cảnh tịch mịch thê lương. Một hán tử trung niên nói, Ngô Tam Quế sở dĩ đầu hàng Thanh triều là vì ái thiếp của hắn tên gọi Trần Viên Viên bị Lý Sấm chiếm đoạt. Sao bằng ta lại bắt Trần Viên Viên đem đi để hắn phải đau đớn đến chết? Một người khác nói, ngô tặc tuy là phường hiếu sắc, nhưng vẫn thích quyền vị sang giàu hơn hết. Bây giờ phải làm cách nào cho hắn hết công danh phú quý cùng vợ con để hắn chịu cảnh luân lạc cô đơn mà không chết được mới là thượng sách. Mấy trăm hào kiệt nghe câu này đều lớn tiếng hoan hô, đồng thanh nói, cách này mới là đích đáng. Lại một hán tử nói, bọn thát đát nhà mãn thanh rất yêu quý ngô tam quế, phong cho hắn đến trước bình Tây Vương, quyền thế mất trời dưới trướng rất nhiều binh hùng tướng mạnh, muốn trừ khử công danh của hắn cùng giết chết hết vợ con đều không phải chuyện dễ. Quần hào nghị luận phân vân, rốt cục vẫn chưa đi đến quyết định nào. Cha con Phùng Nan Địch đã chuẩn bị rượu thịt bánh trái đưa tới. Mọi người hoan hô ẩm ý, ngồi vào ăn uống thỏa thích. Rượu uống vào rồi, quần hào không còn ý kỵ gì nữa, hào khí tưng bừng. Một người nói, sau khi bắt được Trần Viên Viên rồi chúng ta mở một kỹ viện để cho Mô Tam Quế thành một con rùa đen lớn. Vì tiểu bảo nghe nói sơ tay tán thành, lớn tiếng hô, kỹ viện này nên mở tại Dương Châu. Một hào sĩ cười hỏi, tiểu huynh đệ, ý kiến của tiểu huynh cũng hay đấy. Khi đó tiểu huynh đệ có muốn đi thưởng thức không? Vì tiểu bảo toàn đáp, dĩ nhiên tiểu đệ thích đi lắm. Nhưng gã đưa mắt nhìn A Kha thấy mặt cô đầy vẻ tức giận, gã đành ngậm miệng lại không nói nữa cửu nạn cũng bảo gã, tiểu bảo, người không nên thốt ra những lời hạ lưu của bọn đầu đường xó chợ. Vì tiểu bảo bẽn lẽn đáp giả, dạ, đệ tử xin tuân lời sư phụ, nhưng gã nghĩ bụng về việc mở kỹ viện thì cả ngàn người ở đây chưa chắc đã có ai thành thạo bằng lão gia. Quần hào tuy đưa ra rất nhiều ý kiến mà chưa thấy có một chủ trương nào chân chính có thể thi hành được. Sau mấy tuần rượu, Phùng Nan Địch bỗng đứng dậy nói, chúng ta đều là người võ biển thô lỗ, nếu cầm đao thương giết giặc thì lòng dũng cảm liều mạng quyết không lùi bước. Nhưng mưu đồ đại sự cho thiên hạ tự biết là kiến thức hẹp hòi. Bây giờ xin mời Cố Đình Lâm tiên sinh đưa lời chỉ giáo. Cố tiên sinh là bậc đại nho đương thời, sau khi nước mất, lão nhân ra bôn tẩu khắp nơi liên lạc với những bậc hiền tài, cùng nhau đồng tâm hiệp ý dự trù kế hoạch, anh em đều đem lòng ngưỡng mộ. Trong số quần hào rất đông người biết Cố Đình Lâm còn thanh danh của y thì mười phần có đến tám chín đã được nghe qua. Phùng nan địch vừa tuyên bố câu này, lập tức bốn phía tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Bỗng thấy một ông lão tướng mạo mảnh rẻ mà thanh nhã từ trong đám đông bước ra. Y chính là Cố Đình Lâm. Cố Đình Lâm chắp tay nói, Phùng Đại Hiệp tán dương như vậy khiến tiểu đệ rất lấy làm hồ thẹn là không xứng đáng. Vừa rồi tiểu đệ nghe các vị thốt ra những lời trung nghĩa, quyết trí trừ gian khiến tiểu đệ rất kính phục cổ nhân đã nói chúng khẩu đồng từ ông sư cũng chết lại có câu hữu chi cánh thành chúng ta đã đồng tâm hiệp lực đối phó với tên đầy tội kia thì dù hắn có bản lãnh nghiêm trời lệch đất chúng ta cũng có thể thành công được quần hùng lớn tiếng reo đúng lắm đúng lắm nhất định chúng ta sẽ thành công cố đình lâm lại nói những mưu kế mà các vị đưa ra đều có chỗ cao kiến nhưng muốn đối phó với tên gian tặc này cần phải tùy cơ ứng biến, khó mà quyết định phương lược từ trước được. Theo ngu kiến của tiểu đệ thì chúng ta nên chia ra các ngã tiến hành tùy cơ hoạt động. Nhưng phải nhớ, một là đừng để cơ mưu tiết lộ cho gian tặc biết mà đề phòng, hai là làm việc không được lỗ mãng, phải suy tính rồi hãy hành động cho khỏi uổng mạng. Ba là chúng ta đã coi nhau như anh em một nhà thì không nên tranh giành công cán để tổn thương đến nghĩa khí đồng đạo quần hào lại đồng thanh hoan hô, phải lắm, phải lắm, cố tiên sinh nói rất chi lý. Cố Đình Lâm lại nói, nhân số của chúng ta rất đông, trong các môn phái cùng bang hội đều S1 phần 2 N anh hùng hảo hán. Nhưng mạnh ai nấy lo, việc ai nấy làm, thì lực lượng bị phân tán mỏng manh. Còn tập hợp lại thành một khối thì số người lại đông quá, dễ khiến cho bọn thắt đát cùng ngô tặc phát giác, có thể nguy hại đến đại cuộc tiểu đệ chưa hiểu các vị đã có mưu kế vẹn toàn nào chăng? Quần hào lẳng lặng ngẫm nghĩ hồi lâu không ai nói gì. Bỗng một người cất tiếng hỏi, không hiểu cao kiến của cố tiên sinh thế nào. Cố đình lâm đáp, theo ý tiểu đệ thì trong nước có 18 tỉnh. Tỉnh nào cũng có anh hùng hào kiệt của bọn ta. Vậy chúng ta cứ mỗi tỉnh kết là một hội. 18 tỉnh lập ra 18 hội, sát quy, cố đình lâm ngừng lại một chút rồi nói, có điều, sát quy hội, nghe không được thanh nhã. Tưởng nên kêu bằng, trừ gian hội chẳng hiểu ý kiến các vị thế nào. Quần Hùng vỗ tay như pháo nổ để hoan hô rồi nói, những lời nói của người đọc sách thốt ra quả khác với bọn thô hào chúng ta. Nguyên Cố Đình Lâm trước kia khi đến dự sát quy đại hội đã suy nghĩ rất chín chắn. Y biết quần Hùng đều náo nức muốn giết cho bằng được Ngô Tam Quế. Ai cũng hùng hổ những muốn xông vào hạ thủ, vậy việc giết Ngô Tam Quế cũng không phải việc khó khăn cho lắm. Nhưng cuộc mưu đồ đại sự chân chính không phải chỉ trừ có một tên Hán gian mà là khu trục quân mãn thanh ra khỏi biên thùy để khôi phục giang sơn của người Hán. Nếu vì việc trừ diệt một người mà để xảy cuộc thương vong trầm trọng hao tổn nguyên khí là phương hại đến việc khôi phục đại nghiệp. Những ý kiến của người học võ trong các môn phái khác nhau tất nhiều mà muốn thống nhất tư tưởng của hàng ngàn anh hùng hào kiệt thì thật khó lòng thành tựu, vì người nào cũng muốn cướp môi minh chủ về cho phe phái mình. Như vậy tránh sao cho khỏi những vụ tranh đấu hoặc ra mặt hoặc ngấm ngầm. Những kẻ thế bại mà bụng dạ hẹp hòi tất sinh lòng ghen ghét, có khi còn đưa đến chỗ đem việc cơ mật tố cáo với Thanh Đình hoặc Ngô Tam Quế. Cố Đình Lâm khôn ngoan ở chỗ lấy 18 tỉnh làm 18 đơn vị, mỗi đơn vị đều có một minh chủ để tránh khỏi cái nạn tranh chấp. Việc mỗi tỉnh suy tôn một vị minh chủ tương đối dễ hơn. Nếu có xích mích xảy ra giữa quần hào trong một tỉnh thì việc giải quyết không khó khăn lắm. Trong 18 tỉnh có 18 hội trừ gian, sau này còn hy vọng khuếch trương dần dần thành những tổ chức nòng cốt trong công cuộc khởi nghĩa phản thanh phục minh. Cố Đình Lâm đưa đề nghị này ra liền được quần hào tán thành trong lòng y rất lấy làm an ủi. Phùng Nan Địch tuyên bố, đề nghị cao minh của Cố Tiên Sinh đã được liệt vị đồng tâm tán thành, không ai có điều chi dị nghị, vậy chúng ta ở tỉnh nào tổ chức hội trừ gian, cho tỉnh ấy. Mỗi tỉnh suy tôn một vị lên làm minh chủ y ngừng một chút rồi nói tiếp cách phân chia thế này bất tất phải theo tịch quán của bản thân từng người mà là trông vào đơn vị các môn phái môn phái thuộc tỉnh nào thì bao nhiêu đệ tử của bản phái bất luận quê quán ở đâu cũng thuộc vào phạm vi tỉnh đó tỷ Tỉ như chùa thiếu lâm tọa lạc ở tỉnh hà nam thì những đệ tử ở phái này cả tăng lẫn tục bất luận ở liêu đông hay vân nam đều thuộc về đơn vị tỉnh hà nam toàn thể đệ tử phái hoa sơn đều thuộc về đơn vị tỉnh thiểm tây phùng nan địch trình bày xong liền hỏi cách phân chia tỉnh hội như vậy các vị có ý kiến gì không quần hào đồng thanh đáp dĩ nhiên là phải như vậy nếu không thì mỗi môn phái bang hội đều có người khắp các tỉnh mà người tỉnh nào về tỉnh ấy thì thành ra nát bét bỗng một người đứng lên hỏi thiên địa hội của bọn tại hạ đều có phân đường ở các tỉnh mà tổng đà thường xuyên thay đổi không nhất định vậy xin hỏi nên thuộc về đơn vị nào vì tiểu bảo nhìn về phía người hỏi thì hóa ra là tiền lão bản Gã mừng thầm trong bụng, tiền lão bản cũng đến đây thì hàn thiên địa hội ta còn nhiều người khác. Phùng nan địch thương nghị với cố đình lâm mấy câu rồi gióng giạc đáp. Theo lời cố tiên sinh thì phân đường của thiên địa hội ở tỉnh Quảng Đông thì các vị anh hùng của phân đường này cũng thuộc tỉnh Quảng Đông. Mục đích của cuộc kết minh này là để chung lo đại sự chứ không có ý gì đến chuyện phân tán bang hội ra thành nhiều mảnh. Phùng nan địch dừng lại một chút rồi tiếc ngôi minh chủ của hội trừ gian chỉ làm việc liên lạc các vị anh hào trong bản tình để hiệp lực hành động về công cuộc này công việc riêng của các môn phái hay bang hội dĩ nhiên vẫn theo lệ cũ minh chủ không có quyền can thiệp vào việc tiến hành đại sự thế nào là do quần hùng ở các tỉnh thương nghị minh chủ hội trừ gian không nhất định là trưởng môn một phái hay là chúa một hội bản tâm quần hùng đang lo về chuyện mỗi tỉnh suy tôn một vị minh chủ tức là hạ thấp mình xuống bây giờ nghe phùng nan địch giải thích rõ ràng như vậy không còn điều gì thắc mắc nữa quần hào các tỉnh liền chia nhau ra họp riêng với nhau để tự bầu ngôi minh chủ cho tỉnh mình vì tiểu bảo hỏi cửu nạn sư phụ chúng ta thuộc về tỉnh nào cửu nạn đáp chẳng thuộc tỉnh nào hết ta đi đâu cũng chỉ có một mình vậy bất tất phải gia nhập vào hội nào vì tiểu bảo nói cứ theo địa vị và võ công của lão nhân gia thì đáng làm tổng minh chủ cả nước mới phải cửu nạn hứ một tiếng rồi dặn, từ này trở đi ngươi đừng nói những lời như vậy, nếu bị người nghe thấy họ sẽ cười cho túi óc. Sự thực trong lòng bà cũng nghĩ thầm rằng quần hùng ở đây không một ai có địa vị tôn cao hơn bà, vì Giang Sơn nhà Đại Minh Nguyên là Giang Sơn của họ chu nhà bà. Còn võ công thì ngoài những điều sở học ở mộc tang đạo nhân truyền cho trong phái thiết kiếm, mười mấy năm trước đây bà còn gặp kỳ tích và võ nghệ tiến bộ rất nhiều, tỷ với mộc tang đạo nhân, còn có phần hơn. Hiện nay trên đời, ngoại trừ viên thừa chí không biết hành tung ở đâu, tưởng không còn ai ngang hàng với bà nữa. Quần hùng trên Thảo Bình chia ra họp thành 18 tốt, ngoài Thảo Bình còn giải rác đến bảy tám chục người, họ đều là kỳ nhân giật sĩ, hoàn cảnh tương tự như cửu nạn. Họ không muốn làm minh chủ mà cũng không muốn tuân theo hiệu lệnh của ai. Cố Đình Lâm và Phùng Nan Địch cũng biết đây là những cao nhân võ lâm quen tính phong đáng, nên không miễn cưỡng họ được hai người cho là họ đã đến phó hội là có ý khi gặp việc gì họ sẽ ngấm ngầm ra tay giúp đỡ. Chẳng mấy chốc nhiều tỉnh đã bầu xong minh chủ. Minh chủ tỉnh Hà Nam là hối thông đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm. Minh chủ Hồ Bắc là thanh hoa đạo nhân, trưởng môn võ đương. Minh chủ Vân Nam là mộc kiếm thanh công tử ở mộc vương phù. Minh chủ Phúc Kiến là trịnh khắc sảng, thứ công tử của Diên Bình quận vương những nhân vật trên đây đều có địa vị đặc biệt trong môn phái nên được suy tôn một cách rất mau lẹ, chẳng ai dị nghị điều chi. Mấy tỉnh khác xảy ra chuyên tranh chấp không giải quyết được liền mời cố đình lâm lại rồi cũng giản xếp đến chỗ ổn thỏa. Trong các hội trừ gian có ba tỉnh là do phân đường đường chúa của thiên địa hội được suy tôn lên ngôi minh chủ. Thế là danh vọng của hội này lớn hơn hết. Sau cuộc suy tôn, minh chủ các tỉnh liền hội họp với nhau nhưng điểm số người chỉ có 13 vị vì bọn hối thông thiền sư, thanh hoa đạo nhân cũng một số khác không đến dự hội. Minh chủ tỉnh nào vắng mặt thì tạm thời cắt cử đệ tử đứng ra làm đại biểu trong cuộc họp. Lại phùng nan địch dõng dạc tuyên bố bây giờ đã suy tôn xong minh chủ cho 18 tỉnh. Các vị huynh đệ không nên nêu rõ tôn tính đại danh các vị minh chủ để khỏi tiết lộ cơ mật. Các vị minh chủ thương nghị với nhau một lúc rồi phùng nan địch lại hô lớn, "Chúng ta kính thỉnh Cố Đình Lâm tiên sinh đứng ra làm tổng quân sư cho 18 tỉnh hội." Trừ gian quân hùng liền vỗ tay hoan hô như sấm dậy. Hào kiệt các tỉnh lại họp riêng để bàn định kế hoạch trừ diệt Ngô Tam Quế. Chỗ này một nhóm, chỗ kia một nhóm, nơi nào cũng bàn luận sôi nổi. Cửu nạn nói, "Chúng ta đi thôi, bà dẫn Vi tiểu bảo cùng A Kha trở về khách điếm yên nghỉ một đêm." Sáng sớm hôm sau, ba người mướn xe về phía đông cửu nạn biết hôm nay quần hùng giải tán đâu về đó dọc đường thế nào cũng gặp người quen nên bà vẫn mặc đồ hóa trang vì tiểu bảo thấy trịnh khắc sản không đi theo với bọn mình thì trong lòng khoan khoái vô cùng gã nói huyên thuyên không ngớt miệng về vụ sát quy đại hội hôm trước a à kha nghe gã ba hoa một lúc rồi lườm gã nói ta biết tại sao bữa nay ngươi cao hứng như vậy rồi vì tiểu bảo cười nói sư tỷ thật là thông minh đoán chúng được lòng giả tiểu đệ bao nhiêu hào kiệt trong thiên hạ đều hăm hở muốn giết được ngô tam quế thì việc này nhất định thành công dĩ nhiên trong lòng tiểu đệ rất đỗi hân hoan a à, kha cãi hứ có phải ngươi cao hứng về chuyện đó đâu khi nào ngươi lại là kẻ có lòng giả hay như vậy vì tiểu bảo hỏi thế thì kỳ thiệt vậy sư tỷ bảo tiểu đệ cao hứng về chuyện gì a à, kha đáp người hí hửng chỉ vì trịnh công tử trịnh công tử vì tiểu bảo thấy nét mặt cô lộ vẻ buồn rầu liền cố ý châm chọc nói à phải rồi trịnh công tử thiệt là hay quá vừa rồi tiểu đệ đi thuê xe thấy y dẫn bốn vị cô nương rất xinh đẹp đi theo cười nói rất vui vẻ y gặp tiểu đệ có gửi lời vấn an sư phụ cùng sư tỷ a à, kha chống ngực đánh thình thình ấp úng hỏi sao ngươi không về khách điếm nói ngay y có dặn gì nữa không vì tiểu bảo đáp y bảo cùng mấy vị nữ hiệp đó đến đài loan thưởng ngoạn y dẫn các cô về đài loan để hết cái gì của địa chủ a kha nghiến răng nói mối tình của địa chủ vì tiểu bảo nói ngay phải rồi phải rồi té ra sư tỷ cũng đứng nấp đằng sau tiểu đệ và đã nghe rõ cả rồi a kha tức giận nói ta không ra đó và không nghe thấy chi hết cô nói đến đây thanh âm có vẻ nghẹn ngào xe đi chừng hơn hai chục dặm bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa vang lên mấy chục người kỵ mã rượt tới a kha nét mặt tươi lên lộ vẻ mừng vui nhưng mấy chục người kỵ mã lướt qua bên xe mà đi thẳng về phía đông không dừng lại chút nào nét mặt cô lại buồn thiêu, vì tiểu bảo nói đáng tiếc ôi là đáng tiếc không phải a kha hỏi ngay điều chi đáng tiếc vì tiểu bảo đáp đáng tiếc đám binh kỵ này lại không phải là trịnh công tử rượt tới a kha hỏi y dài y rượt tới làm chi vì tiểu bảo đáp tiểu đệ đã chắc mầm y dượt tới để mời sư tỷ về Đài Loan thường ngoạn. A Kha gọi một tiếng rồi khóc hòa lên, cửu nạn hiểu ngay tâm sự của cô nữ đồ đệ liền mắng vì tiểu bảo. Tiểu bảo, sao ngươi lại hư đốn thế? Dám nói móc cả sư tỷ. Vì tiểu bảo trong lòng rất khoan khoái nhưng ngoài miệng đáp giả dạ, giả, dạ, đệ tử không dám, rồi gã tiếp những vị vương tôn công tử trong thiên hạ năm thê bảy thiếp, hay tám thê chín thiếp cũng nên bọn họ thật vô lương tâm. để từ chắc bốn vị nữ hiệp dung nhanh khuynh quốc kia một khi đã tới Đài Loan thì khó mà trở về được. Anh chàng trịnh công tử đó qua chiết giang, phúc kiến chắc còn dắt thêm một lũ gái đẹp nữa. Cửu nạn lại quát lên, tiểu bảo, vì tiểu bảo vâng dạ rồi không dám nói gì nữa. Ba người đi đến trưa và một phạn điếm nhỏ bên đường ăn uống. Bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên, mấy chục người kỵ mã từ phía tây đi tới.